Bây giờ học sinh học tăng ngày xưa rất nhiều. Nhưng đừng có nói là ngày xưa bọn tao khó lắm, bây giờ bọn tao dễ lắm. Không chuyện đấy đâu. Không chuyện đấy đâu. Bây giờ các bạn học rất nặng. Bây giờ các bạn học rất nặng. Học rất nặng. Học rất nặng. Các em bây giờ phải học rất nặng. Có thể ở đây khỏi cân nhắc. Xem hết livestream không được cấp bằng nhưng học tốt hơn là điều mà thầy chắc chắn. Thật không à thầy, thế con học phí. Các em yên tâm mọi bài giảng đều được free. Học bài toán khó cứ đem lên tỉ thí. Thầy chỉ cho bí kíp ô dễ thôi nhầm nhỏ gì. Ê toán hình toán đại chớ ngại có thầy cứ điểm cao mà quất. Ê khó càng thú vị lớp thầy nó vừa vui vừa chất. Ê tối dù khuya thầy lái sờ chim là em lại căng tròn mắt. Ê click vào ngay kèo lúc nhìn thấy điểm thi bụi bay vào mắt. Có nó đây. Học sinh trên lớp của tôi là ghét hết tất cả bài bưng luôn về tích phân. Úi giời ơi, úi giời ơi, mày thích mừng đi chứ mà. Thầy đang đây, hãy xem kỹ video này. Thầy đang đây, cứ tình tùy ở trong này. Và xem ngay, lớp miễn phí nhà chúng mày. Giờ lắng tai và nghe rồi like và share. Thầy đang đây, hãy xem kỹ video này. Thầy đang đây, cứ tình tùy ở trong này. Vào xem ngay, lớp miễn phí nhà chúng mày. Giờ lắng tai và nghe rồi like và share. Nếu không có người yêu, cứ đến đây thầy phát. Thôi đùa đấy đừng yêu, bỏ đi mà học dứt khoát. Em lạc lõng trong cuộc đời, đến livestream sẽ khác. Thầy sẽ như Bích Phương giúp em trả lời những câu hỏi khác. Thầy luôn luôn online, luôn luôn quan tâm các học sinh yêu nhất. Tình yêu hôn nhân ăn chơi tương lai bao la những lời khuyên chấp. Những gì tinh túy nhất thầy đã toàn tắt tổng hợp ở đây rồi. Mày không like không xem thì đừng có trách mai kia ra đê ngồi. Thầy khẳng định luôn, em bây giờ phải học mấy cái khó lòi mắt đến tinh phân kiểu này này. Học sinh trên lớp của tôi là hết hết tất cả bài bưng luôn về tích phân. Úi giời ơi, úi giời ơi, mày thích mừng đi chứ mà. Thầy đang đây, hãy xem kỹ video này. Thầy đang đây, cứ tình tùy ở trong này. Vào xem ngay, lớp miễn phí nhà chúng mày. Giờ lắng tai và nghe rồi like và share. Thầy đang đây, hãy xem kỹ video này. Thầy đang đây, cứ tình tùy ở trong này. Vào xem ngay, lớp miễn phí nhà chúng mày. Giờ lắng tai và nghe rồi like và share. Hello, xin chào. Hello là xin chào. Rồi, chào các bạn. Chào Khánh Ly, chào Thảo, chào Trần Quang, chào Việt Bách. Chào từng bạn một thì nó mất thời gian lắm. Nên thầy xin chào toàn thầy cả lớp nhé. Các bạn vào một cái chào thầy luôn nhờ, cho nó vui cửa vui nhà. Rồi. Chào Hoàng Phúc, chào Nguyễn Thảo Vân, chào Minh Tuấn. Chào Trí Thành, chào Hoàng Thanh Dung, chào Đinh Khải, chào Hồ Việt Lê nha. Yeah. Chào các em, các bạn tắt bạn bè của mình vào giúp thầy luôn nhá. Yeah. Đấy, chắc là các bạn cũng thấy tự nhiên nhóm mình bị sụt thành viên đúng không? Thì như thầy đã thông báo từ trước rồi là chúng ta sẽ có lọc thành viên. Đấy, nó sẽ lọc liên tục.
Nên những đồng chí nào mà không học bài, không tương tác ấy, thì sẽ bị mời ra khỏi nhóm nhá. Rồi chào Phan Nhật Anh, lại còn thầy chào em được khung. Em chào thầy, nhưng cho em hỏi sao đẹp trai được như thầy ạ? Thì em phải có mẹ như thầy, hỏi thế cũng hỏi. Rồi, chào Xuân Hoa, chào Ngọc Lê. Rồi, hôm nay là phá lệ đấy. Hôm nay là phá lệ, là bình thường là thứ 5 mà thầy like ở trên fanpage, đúng không? Nhưng hôm nay thì thầy lại like ở trên trên nhóm của chúng ta. Cực kỳ ưu tiên các bạn ấy. Cực kỳ ưu tiên các bạn ấy. Lộ còn lùi bên dưới rồi à? Ôi chết giờ, chết giờ. Lộ hết thế này, hỏng hết bánh kẹo. Rồi, thì chào các bạn nha. Ờ, vào app không thấy à? Sao lại thế được? Nó có app sẵn rồi mà, em vào quả S1 là nó có rồi, cái khóa sách ấy. Bạn nào đã đăng ký trước của thầy là tặng khóa này rồi mà. Bạn nào chưa được thì các bạn cứ inbox vào trong fanpage của thầy nhá, để được hỗ trợ nhá. Ờ. Thầy ơi, sao thầy đeo kính mà vẫn đẹp trai như bị cận thế? Chôn vậy. Hờ, chào các em. Chào Vân Hương. Ừ. Group của, nói chung là ở trong khóa học nào cũng thế thôi. Các bạn phải nhớ như này này. Bởi vì là các bạn khác ở trong nhóm, mặc dù các bạn ấy vẫn học bình thường, vẫn xem live bình thường, nhưng mà các bạn ấy sẽ xem sau, bởi vì nó bị trùng với cả cái lịch học của môn của các bạn khác. Đấy. Trục lịch học. Với cả hôm nay các bạn có bận việc gì các bạn có thể xem lại được. Nhưng miễn sao các bạn xem là được. Nhưng thầy lọc từ đầu đến giờ mà không xem, không tương tác bao giờ ấy. Đấy. Không chào nhau cái gì ấy. Thì rõ ràng là xứng đáng là bị ban ra khỏi nhóm rồi. Đúng không? Đâu còn những cái bạn khác bận thì thôi. Cái này thầy thông cảm được. Rồi chào các bạn. Áo trắng chứng tỏ á. Áo trắng chứng tỏ hay mắng. Lai của thầy có xem lại được không? Được mà. Hết buổi lái quái bói à? Ờ nhỉ, lâu lắm mà không thể xem bói. Xem bói, xem một đứa thôi nhá, xem một đứa nhá, đâu đỡ mất thời gian. Không phải mất thời gian lắm. Rồi, chào Trần Quốc Nguyên. À, có vụ sẽ là chúng ta sẽ xem bói một lần. Xem bói cho hai bạn đi. Xong rồi thử ghép đôi cho hai bạn. Đấy, xem cho một bạn nam, một bạn nữ. Đấy, xem là có ghép đôi được với nhau không. Nha. Năm sau cho em xin slot được ngồi xem Maybach của thầy Nguyễn Như Yến. Úi dồi ôi, thầy đã nói từ buổi trước rồi, thầy làm gì có Maybach. Trời ơi, không có Maybach. Thầy cũng không có ô tô luôn, thề với các bạn là thầy không có ô tô. Khổ quá, thầy có toàn dạy miễn phí, lấy đâu ra tiền. Lấy đâu ra tiền mà ấy, mà mua ô tô nô tiếc. Có các thầy khác giàu thôi, thầy của các bạn nghèo lắm. Thật nghèo lắm. Có khi thu nhập của thầy bây giờ là không bằng được nhiều bạn. Bây giờ thầy thấy nhiều bạn 2K4 bây giờ là làm giỏi lắm. Rất là giỏi, đã biết kinh doanh rồi. Thầy bây giờ lương tháng được có 3 triệu thôi à. Cuối giờ sâu tiểu hí đi thầy. Cần đi về cuối giờ. Để tao gọi tiểu hí vào đây. Ôi trời ơi. Ê, tiểu hí vào nhảy cho nó sung mãn nào. Nào, thể dục trước khi buổi học nha. Vào buổi học nha. Thầy ghép đôi cho em với 10 bạn nam nhé. Con này đấm dê tao. Kim con này vào. Ghim con này vào, con dâm dê này vào. 10 bạn nam nhé. Tham lam. Xinh mà tham lam. Thế là không được rồi. Thế là không được rồi. À, phát hiện hình như là có một người yếu rồi sao ấy. Cả mai lớp bên này. Thế mà đòi có 10 người yêu. Nó ghim mày vào cho bộ con trai nó cách mặt mày ra. Rồi.
Vào lớp nha, vào lớp nha, vào lớp nha. Thầy ghép em với một bạn tâm hồn to đi thầy. Không được. Nói chung là các bạn không nên đòi hỏi quá như thế. Nói chung là các bạn thích thì cũng được thôi, nhưng mà đợi phải thầy kiểm duyệt đã. Thì thầy phải xem mà thực sự là nó có tâm hồn, nó có lớn lao thật hay không thì thầy mới trao cho các bạn được, có đúng không? Rồi. Thế bây giờ chúng ta vào lớp nha. Buổi trước chúng ta có một cái buổi nói về cái kỹ thuật chứng minh vuông góc, đường thẳng, vuông góc với mặt phẳng. Được chưa? Và thầy đã dạy các bạn cái kỹ thuật chứng minh lật ngược rồi đấy. Lật ngược rất là hay đúng không? Thế bây giờ ta sẽ sang một cái bài là chứng minh hai mặt phẳng mà nó vuông góc với nhau nha. Chứng minh hai mặt phẳng vuông góc thì nó sẽ dựa trên cái lý thuyết là đường thẳng vuông góc với mặt phẳng mà thôi. Được chưa? Thì bây giờ các bạn đã sẵn sàng cho buổi học ngày hôm nay chưa? Sẵn sàng rồi, các bạn comment cho thầy là sẵn sàng nhá. Sẵn sàng rồi, comment sẵn sàng cho thầy nào. Sẵn sàng rồi, comment sẵn sàng luôn đi. Rồi xem bói đằng sau. Nói chung là may mắn, bạn nào may mắn thì xem bói. Rồi vào lớp nha. Sẵn sàng nhân 3,14. Các bạn là mỗi một bạn comment một cái sẵn sàng cho thầy đi nào. Rồi. Chuyển rồi. Chứng minh hai mặt phẳng vuông góc với nhau. Hai mặt phẳng như là được gọi là vuông góc với nhau. Nhất như kiểu là cái mặt tường của các bạn ấy với cả mặt sàn ấy là hai mặt phẳng đấy sẽ vuông góc với nhau. Thì các bạn căn cứ vào đâu? Rất đơn giản. Các bạn nhìn cái lý thuyết này, định nghĩa hai mặt phẳng vuông góc với nhau, P sẽ được gọi là vuông góc với Q nếu như góc giữa P và Q được gọi là 90 độ. Ôi giời, thằng nào chẳng biết, đúng không? Tính chất này, tính chất đây, cái tính chất mới là cái thứ quan trọng. Thứ nhất là nếu như đường thẳng D nó đang nằm ở trong mặt phẳng P mà đường thẳng D này này nó lại vuông góc với cả mặt phẳng P thì suy ra mà hai mặt phẳng này sẽ được gọi là vuông góc với nhau. Các bạn cứ hiểu như này nhá. Trong cái đường thẳng D này của các bạn, cái đường thẳng màu vàng này này, đấy, thì vẽ hình vẽ. Nó là một cái đường thẳng nằm ở trong mặt phẳng P mà các bạn lại nhận ra là đường thẳng D này lại đang vuông góc. Đấy. Vuông góc với mặt phẳng Q chứ. Vuông góc với mặt phẳng Q. Sorry các bạn, vuông góc với mặt phẳng Q. Vuông góc với mặt phẳng Q. Nha, chỗ này là vuông góc với mặt phẳng Q. Thì suy ra là hai mặt phẳng P và Q sẽ được gọi là vuông góc với nhau. Được chưa? D nằm trong P mà D lại vuông góc với Q thì suy ra P và Q vuông góc với nhau. Hai mặt phẳng vuông góc với nhau ấy thì cái đường thẳng nằm trong cái mặt phẳng này sẽ này và vuông góc với giao tuyến thì nó sẽ vuông góc với cả cái mặt phẳng còn lại. Cụ thể như thế này này. Nếu như ở đây hai mặt phẳng D và mặt phẳng D phẩy của chúng ta cắt nhau thêm một giao tuyến là cái đường màu đỏ ở đây chẳng hạn như thế. Giao tuyến là đường giao nhau của hai mặt phẳng là cái đường màu đỏ này. Và nếu như các bạn nhận ra là ở trong cái mặt phẳng P có cái đường thẳng D này. Đấy, đường thẳng D mà nó lại đang nằm ở trong cái mặt phẳng P. Và ở đây thầy lại có P và Q lại đang vuông góc với nhau thì từ đây thầy giáo suy được luôn là đường thẳng D này nó đang vuông góc với mặt phẳng Q luôn, nếu như đường thẳng D này vuông góc với giao tuyến chung của hai mặt phẳng. Ok chưa? Vuông góc với giao tuyến chung của hai mặt phẳng. Vậy thì cứ hai mặt phẳng vuông góc với nhau, đường này mà nằm trong mặt phẳng này mà vuông góc với giao tuyến của hai mặt phẳng với nhau thì nó sẽ được gọi là vuông góc với mặt phẳng luôn. Định lý tiếp theo các bạn sẽ có đó là định lý số 5, hai mặt phẳng mà nó cùng vuông góc với một mặt phẳng số 3 thì cái giao tuyến của nó cũng vuông góc với mặt phẳng số 3. Thầy lấy về vẽ minh họa cho các bạn như này nhé. Các bạn có một cái mặt phẳng nằm ở dưới đáy như thế này. Được chưa? Một mặt phẳng như này. Hai mặt phẳng cùng vuông góc với thằng này. Ừ.
Rồi, các bạn nhìn nhé. Ở đây thầy đang có ba mặt phẳng đang vuông góc với nhau. Ba mặt phẳng vuông góc với nhau. Cụ thể như sau. Có mặt phẳng P và mặt phẳng Q. Nó đang đều vuông góc với cả mặt phẳng. Ở đây là mặt phẳng R. Được chưa? Hay là Q và R đi. Q và R nó đều vuông góc với cả cái mặt phẳng P nằm ở dưới. Được chưa? Q và R đều vuông góc với mặt phẳng P. Thì các bạn sẽ nhận ra ấy, là cái đường thẳng giao tuyến trung là đường thẳng D màu đỏ ấy. Nó sẽ như nào em? Nó sẽ vuông góc với cả mặt phẳng P luôn. Như kiểu là các bạn nhé, lấy một quyển sách của thầy ra. Ví dụ, thầy lấy quyển sách ra. Đây là quyển sách của thầy. Thầy mở quyển sách ra này. Thầy mở quyển sách ra. Đây là cái mặt sách. Thì các bạn đặt lên mặt bàn. Thì có phải là hai cái mặt sách này này đều vuông góc với mặt bàn, có đúng không em? Thì cái giao tuyến chung của hai mặt sách này nó chính là cái gáy sách. Các bạn nhìn ra cái gáy sách này cũng vuông góc với mặt bàn không nhỉ? Tưởng tượng được không? Vuông góc với cái tay của thầy này. Thấy chưa? Cái gáy sách nó cũng vuông góc. Và hai mặt phẳng này đang cùng vuông góc với cả cái tay của thầy. Thì suy ra cái giao tuyến chung tức là gáy sách nó sẽ vuông góc với cả mặt bàn luôn. Ok. Và ở đây cái phương pháp để các bạn đi chứng minh được mặt phẳng P mà nó vuông góc với mặt phẳng Q rất đơn giản. Các bạn hãy chọn cho thầy ra một cái đường thẳng D. Được chưa? Đường thẳng D nó vuông góc với cả mặt phẳng P và được chứng minh đường thẳng D này nó đang nằm ở sẵn trong mặt phẳng Q, thế là xong. Được chưa nhỉ? Thế là xong. Hoặc các bạn chứng minh bằng phương pháp dùng định lý như sau. Các bạn sẽ có hai mặt phẳng này tìm được giao tuyến chung là D phẩy. Các bạn sẽ chứng minh được ngay đường thẳng D đang nằm trong P. Và D này đang vuông góc với cả D phẩy. Tự khắc D nó sẽ vuông góc với Q. Vậy từ đây thầy giáo sẽ quy ra được ngay là hai mặt phẳng P và Q vuông góc với nhau. Nhìn chung lại thì cái bài toán chứng minh hai mặt phẳng vuông góc với nhau là bài toán chứng minh đường thẳng vuông góc với cả mặt phẳng mà thôi. Nó chính là cái bài buổi trước chúng ta đã học. Thầy lấy ví dụ cho các bạn như sau. Thầy lấy ví dụ cho các bạn dễ hiểu nhé. Ví dụ số 1. Cho hình chóp đều SABC ô ở tâm đáy chứng minh mặt phẳng SAB vuông góc với mặt phẳng SOC. Để vẽ hình cho các em xem. Vậy các bạn cứ nhớ ý tưởng của chúng ta là đưa về chứng minh cái gì em? À, đưa về chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng thôi, không có gì. Rồi chóp đều. Chóp đều các bạn nên lấy tỉ số là bao nhiêu? 2/3 cho nó gọn nhé. Rồi. Hoặc các bạn chứng minh hai đường giao tuyến chung đấy, tùy hai đường giao tuyến chung hoặc là tính tỉ số 2/3 đều được, nó đều đúng cả. Rồi từ đây các bạn kẻ thẳng đứng lên đúng không em? Ở được O đấy. S này. Rồi nối qua thôi. A. B. C. Rồi ok. Rồi bây giờ thầy đang có O ở tâm đáy. Và người ta bắt các bạn là chứng minh mặt phẳng SAB nó vuông góc với mặt phẳng SOC. SOC ở đây các bạn thấy nó đang bị hơi nhỏ. Thầy sẽ mở rộng nó ra, thầy gọi đây là điểm M đi. Thầy nối nó vào. SOC ở đây các bạn nó chính là SMC đúng không? Vậy thì nhiệm vụ các bạn ấy cần phải chứng minh. Minh. Cái mặt phẳng SMO, à SMC vuông góc với cả mặt phẳng SAB. Ok chưa? Thì cái phương pháp thầy dặn các bạn là gì? Các bạn chỉ cần nhặt ra cho thầy một đường thẳng và chứng minh vuông góc với cả cái gì? Cái đường thẳng còn lại. Cụ thể như sau, thầy sẽ nhặt ra một đường thẳng bất kỳ. Các bạn xem là có cái thằng nào có nhiều góc vuông nhất thì mình chọn. Ở đây thầy nhận ra là thầy nên lấy cái thằng tâm điểm vuông góc ở chỗ M này. Đấy, vuông góc chỗ này. Ok. Đây, thầy lấy chỗ này. Thì có góc vuông ở M, thầy sẽ lấy cái thằng AB, thầy sẽ chứng minh cái thằng AB này nó vuông góc với mặt phẳng SMC là được. Đó, lấy ra một đường thẳng là xong thôi. Vậy các bạn cần chứng minh được cho thầy là AB nó vuông góc với mặt phẳng SMC. Mà để AB vuông góc với SMC được thì các bạn cần chứng minh nó vuông góc với mấy đường em? Hai đường, có đúng không nhỉ? Hai đường. Thì ở đây các bạn sẽ cùng vuông góc xem nó vuông góc như nào. Có sẵn cái đường nào rồi? AB hiển nhiên vuông góc với CM bởi đường trung tuyến trong tam giác đều. Có sẵn nhé. Có sẵn. Có một thằng nào cũng có sẵn nữa. À, đó là thằng SO. Chóp đều thì hiển nhiên đường cao sẽ vuông góc với mặt đáy thì nó vuông góc với cả gì em? Các đường nằm ở đáy luôn.
có sẵn. Vậy có hai đường có sẵn thôi. Vậy từ đây các bạn đã có được ngay AB vuông góc với SMC. Mà ở đây các bạn nhận ra ấy, là AB của các em lại đang nằm ở trong mặt phẳng SAB. Vậy từ hai điều này các bạn sẽ dễ dàng suy ra được ngay là mặt phẳng SAB đang vuông góc với mặt phẳng SMC. Dễ không? Thế là sao? Rồi, các bạn hiểu câu này chưa nhỉ? Rất đơn giản là các bạn chỉ cần nhặt ra một đường thẳng rồi các bạn chứng minh nó vuông góc với cả mặt phẳng còn lại. Đấy. Rồi, nếu như các bạn hiểu rồi các bạn comment thầy chữ H cho thầy nào. Đấy, comment chữ H cho thầy nào. Hiểu rồi các bạn comment chữ H. Vậy không? Ợt đúng không? Tiếp nhau. Ví dụ số 2. Cho hình chóp tứ giác đều SABCD. O là tấm đáy chứng minh SAC vuông góc với mặt phẳng SBD. Rồi. Hai đường chéo hình vuông vuông góc với nhau rồi. Bây giờ chúng ta sẽ kẻ ra nét đứt. Rồi, ok. Xong. Xong rồi nhá. Bây giờ thì chúng ta đang đi tính chứng minh là SAC vuông góc với SBD. Các bạn sẽ ở rồi. Trời ơi. SAC vuông góc với BD các bạn lấy ra một cái đường thẳng bất kỳ, ví dụ AC cũng được hoặc là BD cũng được, tùy nhá. Ví dụ thể lấy AC đi. Thì nhận ra là có AC có vuông này, AC sẽ chứng minh AC vuông góc với mặt phẳng SBD. Chứng minh rất dễ à, bởi vì thằng này đang vuông góc với hai đường sẵn rồi. Học sơ đồ luôn. Đường gì? Một đấy là đường BD. Hai là đường gì thôi? SO. Đủ chưa? Rồi, mà ở đây ta lại nói tiếp là thằng AC của mình ấy lại nằm ở trong mặt phẳng gì em? SAC. Vậy đến đây ra kết luận luôn, SAC sẽ vuông góc với SBD. Nhặt ra một đường thẳng là xong, đều có sẵn rồi. Xong. Dễ không? Mấy câu dễ thì dễ dàng nhanh một chút nhá. Còn các bạn nào mà thấy vẫn còn nhanh ấy thì chứng tỏ là buổi trước ấy là không chịu học bài với thầy rồi. Đấy. AC vuông góc BD, SO vuông góc AC chính xác. Nhật Linh comment đúng rồi đấy. Hà Trần cũng đúng luôn. Mỹ Lệ đúng luôn. Rồi, Giang Thanh đúng rồi, rất tốt, ngon lành. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái bài nó khó hơn một chút, nha, khó hơn chút nữa. Ví dụ số 3, dễ thì thầy sẽ nói chậm chậm lại, à nói nhanh nhanh một chút, còn khó thì thầy mới giảng chậm lại. Này, ví dụ số 3, cho hình lập phương ABCD, A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy. À, thầy cho thời gian viết bài à? Khi nào các bạn cần viết bài ấy, thì thầy mới bảo các bạn viết. Nhớ chưa? Các bạn đừng có học theo kiểu trên trường của các bạn. Các bạn học theo kiểu trên trường các bạn là các bạn mất gốc ấy. Các bạn đừng có học theo kiểu là mình vừa ghi các bạn vừa nghe giảng. Nghe giảng hiểu đi. Ghi tí nữa. Stop video lại mà ghi. Đúng không? Bây giờ chúng ta... Các bạn đừng có chép vội. Thầy bảo các bạn cần cái gì chép ấy, thì các bạn mới chép cái đấy. Nhớ chưa? Ok, tiếp tục này, hình lập phương ABCD, A phải, B phải, C phải, D phải. Các bạn lại học trên trường, cái kiểu trên trường các bạn đã mất gốc 4 rồi. Bây giờ các bạn lại cố học theo kiểu giống như cũ nữa. Nhớ là phương pháp cũ không bao giờ mang lại hiệu quả mới. Nghe đi, tí nữa các bạn có thể ghi lại bài sau bằng cách là stop video của thầy lại. Thầy bảo các bạn cần ghi lúc nào thì các bạn mới ghi lúc đấy. Nhiều bạn là mới học với thầy lại sẽ nghĩ thầy sẽ giảng nhanh hơn. Không phải thầy giảng nhanh, thầy giảng rất bình thường. Tuy nhiên thì thầy sẽ để cái thời gian ghi đấy sau, đỡ mất thời gian của các em. Quan trọng là các bạn nghe giảng, các bạn hiểu đã. Mà đã hiểu rồi, tí nữa ghi vở sau lại còn nhớ lâu hơn. Học từ tận 2 lần. À này,
B, C, D, A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy. Chứng minh A phẩy BD. Thầy sẽ vẽ mặt phẳng này ra. A phẩy BD. Nó vuông góc với mặt phẳng A, C phẩy, D phẩy. A, C phẩy, D phẩy. Ok, các bạn vẽ hình vào vở giúp thầy đi đã. Rồi, cái câu này quan trọng nhé. Thầy muốn các bạn vẽ hình câu này vào vở giúp thầy. Hình chóp đều đáy là hình gì vậy thầy? Là hình vuông, buổi trước vừa học thôi. Ơ kìa, buổi trước vừa học xong. Chứng tỏ lại không nghe buổi trước rồi. Live stream buổi trước vừa dặn xong. Hình lập phương, được chưa? Đáy là hình vuông, hình chóp đều, chóp tứ giác đều thì đáy là tứ giác đều là hình vuông đây. Đấy. Buổi trước đã giảng rồi, dạy cả cách vẽ hình rồi mà chịu không chịu nhớ gì cả. Lười. Rồi. Rồi, vẽ hình vào đi. Bây giờ chúng ta đang cần ấy là chứng minh cái thằng A phẩy BD mà nó vuông góc với mặt phẳng gì em? AC phẩy D phẩy. Chuẩn chưa? Bây giờ ấy các bạn đang cần phải chứng minh cái điều này. AC phẩy nét đất. Ơ, thầy vẽ nét đất mà. Ơ dạ, vừa bổ sung nó còn thấy nét đất rồi còn gì? Các bạn bây giờ mới nhìn ra, quá muộn rồi. Bây giờ ấy, các bạn cần chứng minh cạnh nào? Nào, các bạn theo các bạn, thầy lấy cạnh nào ra bây giờ? Comment cái xem nào, thầy lấy cạnh nào ra để chứng minh vuông góc với mặt phẳng kia? Ờ, chào Yến nào. Các bạn nhớ là A phẩy BD nhá. Theo các bạn lấy cạnh nào đây? Đúng rồi, có bạn đã nhìn ra rồi. Chính xác, Đỗ Nhân Tâm đã nhìn ra, Thanh Hoàng nhìn ra rồi. Rất tốt, good job các em. Đó chính là thằng gì? Thầy lấy cái thằng, đó là A phẩy D ra. Chắc, thầy có nhá, lấy A phẩy D này. Có, A phẩy D của thầy. Hiện tại các bạn nhìn A phẩy D nó đang vuông góc với cả thằng A phẩy D. Nó nằm mặt sau ấy. Đấy. A phẩy D vuông góc với AD phẩy. Có đúng không? AD phẩy. Hai đường chéo của hình vuông sẽ vuông góc với nhau. Thứ hai, các bạn sẽ nhận ra là cái thằng C phẩy D của các bạn ấy. C phẩy D. Nó đang vuông góc với cả cái mặt phẳng. Đằng sau là cái mặt phẳng AD, D phẩy, A phẩy. Do C phẩy D đang vuông góc sẵn với hai đường rồi. Một, đó là đường A phẩy, D phẩy. Đấy. A phẩy D phẩy, đúng không? A phẩy D phẩy. Hai, các bạn nhìn ra ngay nó vuông góc với D, D phẩy luôn chưa? Hay nếu nói cách khác thì nó cũng là một cái cạnh đường cao. Đấy, của hai mặt đáy, đáy trước và đáy sau. Thì nó vuông góc thôi. Vậy thì từ đây các bạn dễ dàng nhìn ra được ngay thằng C phẩy D của các bạn ấy. Nó sẽ vuông góc được với thằng A, AD phẩy. Do AD phẩy đang nằm ở trong mặt phẳng AD, D phẩy, A phẩy. Chuẩn chưa nhỉ? Vậy thầy có hai điều rồi. Đây là điều 1. Đây là điều số 2. Từ 1 và 2 thì giáo dễ dàng suy ra cho các bạn là cái ông AD phẩy, A phẩy D đang vuông góc với mặt phẳng gì luôn em? Vuông góc với mặt phẳng A, C phẩy, D phẩy. Do ông này đang vuông góc với hai đường có sẵn, đó từ 1 và 2 đấy. Đó là cái đường gì em? Là cái đường AD phẩy và cái đường gì em? A phẩy D. A phẩy D phẩy. Đúng không? A phẩy D phẩy. Đấy. A phẩy D phẩy.
A đi phẩy. Rồi. Ok chưa? A đi phẩy. Ok. A phẩy D. Ghi lộn. A phẩy D nó đang vuông góc với đường gì? A phẩy D. A phẩy D vuông góc với đường AD phẩy. AD phẩy. AD phẩy. Và đường gì em? À C phẩy D. D phẩy. Đây nhỉ? C phẩy D phẩy. Đấy, C phẩy D phẩy. Được chưa? Thầy nói lại cho các em nhé. Thứ nhất là cái thằng đường thằng A phẩy D, cái đường màu hồng thầy đang vẽ ở đây cho các bạn. Đường màu hồng này. Nó đang vuông góc với cả hai đường. Vuông góc với hai đường. A phẩy D vuông góc với hai đường. Đường thứ nhất là đường màu vàng là đường C phẩy D phẩy. C phẩy D phẩy thì đã chứng minh ở đây rồi. Nó so vuông góc với cả C phẩy D phẩy vuông góc với cả cái mặt gì em? Cả cái mặt sau là mặt AD D phẩy A phẩy. Thứ hai, các bạn vuông góc thêm một đường màu vàng nữa. Nó là cái đường này này. Nó là cái đường A phẩy AD phẩy. Bởi vì đây là hai đường chéo của hình vuông nên suy ra thì nó sẽ như nào? Vuông góc. Và hiển nhiên vuông góc mặt phẳng này rồi. Mà ở đây các bạn đã có. Mà đây các bạn có. A phẩy D lại nằm ở trong mặt phẳng A phẩy BD. Vậy từ điều này các bạn sẽ suy ra được ngay là cái mặt phẳng A phẩy BD nó sẽ vuông góc với mặt phẳng A C phẩy D phẩy để kết thúc bài toán. Nha. Được chưa? Dấu phẩy thì ghi nó hơi nhỏ. Đây thì tô đậm lại nhé. Đấy. C phẩy D phẩy. Rồi. Hiểu chưa? Đấy, chữa vào đi. Chữa xong các bạn quất cho thầy câu ví dụ số 4. Vẽ hình câu 4 vào vở nào. Rồi nhặt cho thầy xem thầy chứng minh cách nào ra. Đấy, câu 4. Câu 4 đi, ghi đề bài vào vở rồi vẽ hình vào cho thầy xem nào. Câu 4. Đấy, còn đồng chí Nam hôm nay mới vào học thì rất là phê bình, buổi trước đã dạy rồi mà bây giờ mới vào học. Rất hoan nghênh những bạn là theo dõi từng buổi một. Nói chung là các bạn phải theo dõi hết các buổi các bạn mới pro max được. Chứ còn mình không học đầy đủ thì có cái cứt mà giỏi được nhá. Ánh có giúp được các bạn. Rồi, tiếp tục này. Câu 4. Cho hình chóp SABCD có ABCD là hình vuông. Tam giác SAB cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Ok, cân thì các bạn phải lấy trung điểm. Cũng dạy ở buổi trước luôn, đúng không? Cách vẽ này. Cái đường cao của mặt bên là gì? Thì đấy chính là đường cao của khối chóp. Đây là S. Đây là H. Rồi, bây giờ thầy nối vào nhé. Nối vào. Ok, vẽ xong rồi. Bữa trước còn dạy vẽ hình từng bước một rồi đấy. H là trung điểm của AB rồi. O là tâm đáy. Ra điểm của hai đường chéo. Rồi, chứng minh, người ta chứng minh SOH vuông góc với SCD. SOH, thầy sẽ tô màu đỏ lên cho các em. Rồi, SOH đây. Vuông góc với SCD. Rồi. SO ở đây, HO các bạn nhận ra ngay là nó song song với cả thằng BC và song song với AD. Thì đây cũng có một góc vuông nữa. Đấy, song song.
Đây là đường trung bình rồi. Rồi, bây giờ các bạn chứng minh cái đường nào đây? Chứng minh SOH, SOH mà vuông góc với SCD. Vuông góc với SCD. Nào, theo các bạn lấy cạnh nào đây? Theo các bạn lấy cạnh nào ra bây giờ? Lấy cạnh nào ra đây? Lấy cạnh nào để chứng minh đây nào? CD vuông góc với SHO ạ. Ui giời, chuẩn đét luôn. Các bạn comment dã man thật. Hiểu bài quá nhanh. Rất tốt. Rồi, chứng minh CD vuông góc với SHO. CD vuông góc với SHO. Ok, các bạn nhìn ra ngay chúng ta dùng sơ đồ rồi nhá. Bây giờ là trắc nghiệm rồi. Bây giờ chúng ta đã học được cái cách để nhìn chứng minh rồi. Thầy vẽ sơ đồ luôn. CD đang vuông góc hai đường. CD thứ nhất là nó song song với AB thì nó vuông góc với HO luôn. Đúng không? OH luôn. Thứ hai, đường cao các bạn là SH nên suy ra đường cao sẽ vuông góc với mặt đáy thì nó cũng vuông góc với cả thằng CD luôn. Được chưa? Hai thằng này vuông góc với nhau. Đường cao vuông góc mặt đáy nên nó sẽ vuông góc với CD. CD lại vuông góc với HO. Nó song song với AB. Vậy đến đây mà thằng CD lại đang nằm ở trong mặt phẳng SCD. Vậy đến đây đến công chuyện luôn. Ra thằng công chuyện luôn là hai mặt phẳng này vuông góc với nhau. Hết vậy. Ok chưa? Đấy. Chẳng cần kéo dài HO ra. Bạn nào thích kéo dài HO ra thì kéo dài. Để thấy nó ngay nó vuông góc. Xong công chuyện luôn nhá. Công chuyện luôn. Nhẹ nhàng như đẩy xe hàng ngay. Rồi, câu tiếp theo. Câu theo các bạn vẽ hình câu số 5 vào vở cho thầy nào. Vẽ hình câu 5 vào vở. Rồi xem mà chứng minh cái cạnh nào vuông góc với cạnh nào. Thầy cho các bạn 1 phút để nhìn ra được vẽ hình phác thảo và nhìn nhau 1 phút. Học với thầy với tốc độ hơn nha. Uầy, nhanh ấy. Các bạn làm nhanh ấy. Rồi, ví dụ số 5 nhá. Cho tứ diện SABC có hai mặt phẳng SAB và SAC cùng vuông góc với cả mặt phẳng ABC. Đúng không? Tam giác ABC là đều hay là trung điểm của thằng AB. Chứng minh SAB mà vuông góc với SEC. Được chưa nhỉ? Rồi. Ta vẽ hình này, tứ diện ABC này. Rồi, SAB và SAC cùng vuông góc thì các bạn phải chú ý cái đoạn này này. Khi SAB và SAC cùng vuông góc với cả mặt phẳng ABC thì tính chất số 5 khi hai mặt phẳng cùng vuông góc với cả mặt đáy đúng không? Thì suy ra cái giao tuyến chung của hai mặt phẳng này sẽ vuông góc với đáy. Cụ thể ở đây SAB và SAC đang vuông góc với mặt phẳng ABC thì SA sẽ vuông góc với mặt phẳng ABC. SAB vuông góc với cả ABC. Đồng thời, SAC cũng đang vuông góc với mặt phẳng ABC. Mà hai bố này này lại cắt nhau theo một giao tuyến là SA. Nên suy ra các bạn sẽ có SA vuông góc với đáy. Được chưa? Rồi, cái thằng đứng lên thôi. E là trung điểm của AB. Rồi. Chứng minh SAB vuông góc với SEC. Rồi, câu này không có gì khó khăn đối với các bạn cả. Bởi vì các bạn nhận ra khi đáy là tam giác đều thì đường cao là đường trung tuyến nên chỗ này là một góc vuông. Đúng không? Nên các bạn dễ dàng nhìn ra được ngay cho thầy. Đó là cái thằng EC của các bạn
nó đang vuông góc với mặt phẳng SAB rồi. EC nó đang vuông góc với SAB. Do vuông góc hai đường, một là đường SA đường cao, hai nó là đường AB rồi, không em? Rồi, mà đây EC của chúng ta đang nằm ở trong mặt phẳng SC. Nên từ đây thầy giáo suy được ngay SEC nó đang vuông góc với mặt phẳng SAB. Bài toán kết thúc, hết bài. Rồi, các bạn làm rất là nhanh, ngon lành rồi đấy. Rất đáng tuyên dương luôn. Rồi, đấy là các bạn đã hiểu về lý thuyết về hai mặt phẳng vuông góc với nhau rồi, đúng không? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ sang cái phần là tính khoảng cách từ điểm cho đến mặt phẳng. Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng thì thầy sẽ chia cho các bạn làm 3 cấp độ tất cả. Nhớ chưa? 3 cấp độ tất cả. Nha, 3 cấp độ. Nói chung là học phải có giai đoạn. Giống như cái khóa học của thầy nó cũng phải có giai đoạn. Nên các bạn sẽ thấy ngay là thầy có khóa S1, S2 và S3. Nó có lý do cả. Nó lên từng cấp độ một thì nó mới chắc được. Từng bước mới chẵn được. Cái cây nó muốn cao thì cái gốc nó phải tốt. Nào, bây giờ chúng ta sẽ sang khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng nhé. Rồi, cấp độ số 1, các bạn ghi vào vở cho thầy. Khoảng cách từ một điểm ở đáy đến một mặt đứng. Thế cấp độ số 1, khoảng cách từ một điểm ở đáy đến một mặt đứng. Thế định nghĩa mặt đứng là gì? Mặt đứng ấy là một mặt phẳng nó vuông góc với đáy. Và mặt này là mặt nó chứa đường cao hoặc là nó song song với cả đường cao. Được chưa? Một là chứa đường cao, hai là mặt này song song với đường cao. Thì cái phương pháp ở đây là cái gì? Phương pháp để đi tìm khoảng cách từ một điểm đến một mặt đứng nhá. Các bạn nhìn này, điểm ở đáy đến mặt đứng. Giả sử ở đây thầy đang có đáy và mặt đứng đang thẳng đứng bên tay trái và mặt đáy nằm ở dưới rồi. Mà cần đi tìm khoảng cách từ một điểm ở đáy là điểm M đến mặt đứng thì cái phương pháp rất đơn giản là các bạn kẻ cho thầy một cái đường MH vuông góc với cách đáy của mặt đứng. Nhớ nha, cạnh đáy của mặt đứng. Cạnh đáy của mặt đứng. Vuông góc với cạnh đáy của mặt đứng. Thì suy ra cái khoảng cách từ điểm M đến mặt đứng này nó chính là MH. Ví dụ nhá. Ví dụ. Các bạn muốn tìm khoảng cách từ các bạn đến bức tường thì các bạn làm như thế nào? Rất đơn giản là các bạn chỉ phải cắm đầu vào tường thôi, có đúng không? Cắm đầu vào tường là xong. Thì cái thằng này thấy thằng M nó cắm đầu thẳng vào tường thì đấy là thằng MH. Thì bây giờ mình sẽ chứng minh này, tại sao ở đây khoảng cách là MH, khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng là cái gì? Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng đó là từ điểm gì? Từ điểm M các bạn hạ một đường vuông góc xuống mặt phẳng. Nó phải vuông góc mặt phẳng. Vậy thì thằng MH ở đây các bạn phải chứng minh được là nó vuông góc với cả mặt phẳng đứng. Mặt đứng. Thì nó mới gọi là khoảng cách được. Thì làm nào để MH nó vuông góc với mặt đứng? Rất đơn giản, nó cần hai yếu tố. Một, MH đang vuông góc với delta là cạnh đáy của mặt đứng. Thứ hai, MH vuông góc với đường cao rồi. Bởi vì đường cao ở chỗ này ấy, đấy, nó đang chứa mặt đứng. Thì suy ra nó cũng đường cao vuông góc với đáy thì đường cao vuông góc với MH nên MH vuông góc với H đủ hai đường, ra kết luận luôn. Nhưng trong trắc nghiệm các bạn chỉ cần nhớ nguyên tắc là cái gì thôi. Kẻ MH vuông góc với cạnh đáy của mặt đứng. Nhớ chưa? Cái gì quan trọng nhắc lại ba lần. Nhắc lần nữa này, kẻ MH vuông góc với cạnh đáy của mặt đứng. Ghi xong phương pháp rồi các bạn comment thầy chữ G nha. Ghi xong phương pháp comment chữ G. À, Lê Hoàng cấp 1 Sơn Tùng à thầy? Chính tỏ đọc sách của thầy rồi mới biết được cấp 1 là Sơn Tùng. Tốt. Rồi, ghi xong rồi comment chữ G nhá. Rồi, chữ G xong rồi. Bây giờ thầy lấy ví dụ cho các bạn như sau. Ví dụ 1. Cho hình chữ nhật ABCD là hình chữ nhật có. Ở đây thầy cho các bạn là AD bằng 2 lần AB bằng 2A nhỏ, đúng không?
Rồi. Cho hình chóp. SABCD. Với SA vuông góc với đáy. Là mặt ABCD. Bây giờ câu hỏi câu A. Thầy hỏi các bạn là tìm cho tao khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng SAB tìm như thế nào? D đến SAB. Thì thầy sẽ lấy cho các bạn một câu ví dụ đầu tiên câu A nhé. Từ điểm D đến SAB, các bạn nhìn này, cái điểm D của các bạn ấy là điểm nằm ở đáy. Đúng không? Điểm nằm ở đáy. Đấy. Đến SAB, SAB mình sẽ khoanh vùng cái mặt phẳng SAD này một chút xem nó là rơi vào mặt gì. SAB. Ồ, mình nhận ra ngay, SAB đang chứa đường cạo SA. Vậy đích thị cái mặt này nó là mặt đứng rồi. Đúng không? Mặt đứng. Mặt đứng thì cứ theo phương pháp của thầy Đạt là kẻ một đường vuông góc với cái gì? Vuông góc với cạnh đáy của mặt đứng. Cạnh đáy của mặt đứng nó chính là cạnh AB, đúng không? AB. Vậy rất đơn giản, các bạn kể từ D vuông góc với AD, AB. Thì kẻ vuông góc vào thì nó rơi vào đúng điểm A luôn, bởi vì chỗ này là góc vuông mà. Chưa nhỉ? Đây là góc vuông. Thì tọa độ độ dài thằng này là 2, độ dài thằng 1 đúng không? Là A nhỏ, đây là 2A nhỏ. Vậy các bạn biết ngay là ngoại từ điểm D đến AB nó chính là thằng gì em? Là AD. Mà AD là mấy A? 2A. Xong chưa? Dễ vãi trưởng luôn. Bằng AD. Rồi. Câu B. Khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng SAB là gì? C đến SAB cũng y như vậy. Y như vậy. Các bạn nhìn nhá. C SAB là từ gì em? Từ điểm C các bạn kẻ một đường vuông góc với cạnh đáy của mặt đứng. Cạnh đáy nó chính là thằng AB, kẻ xoẹt một phát. Ồ, là thằng CB luôn. Là bằng CB luôn. Kẻ vuông góc với cạnh đáy bằng 2A nhỏ. Đúng không? 2A nhỏ. Tiếp. Câu tiếp theo. Tìm cho tao khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng SAD. Nào, B đến SAB. Mình khoanh vùng vào. SAB của mình là mặt gì? SAD của mình. SAB là mặt gì đây? Khoanh vùng nhá. SA này. D nữa đúng không? D đây. Rồi, cái mặt này là mặt đứng rồi bởi vì chứa đường cao SA. Cái phương pháp thầy Đạt dặn là cứ từ chân, từ điểm đấy kẻ một đường vuông góc với cạnh đáy của mặt đứng. Thì cạnh đáy là thằng nào em? Cạnh đáy là thằng nào? Cạnh đáy là thằng nào? Thì bây giờ mình sẽ kẻ như sau. Cạnh đáy nó chính là cạnh AD. Từ B kẻ một đường vuông góc với AD nó chính là thằng BA luôn. Đúng không? Đây là góc vuông mà. Đấy, kẻ vuông góc vào. Vậy ở đây thầy sẽ có, đây là thằng BA. Và BA thì bằng A nhỏ rồi. Đúng không em? 2AB bằng 2A thì AB bằng A nhỏ. Xong. Cuối cùng là khoảng cách từ điểm gì em? Khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng SAC. SAC. B đến SAC. Rồi. SAC đây. Thế bây giờ SAC đây mình nhận ra ấy. SAC cũng là mặt gì em? Là mặt đứng. Đúng không? Là mặt đứng. Đã là mặt đứng thì cứ dùng phương pháp của thầy Đạt là kẻ một đường vuông góc với cạnh đáy của mặt đứng. Mà vuông góc với cạnh đáy là đường nào thì mình chưa có. Từ B thì kẻ vuông góc với AC đi, kẻ vuông góc vào. Ok chưa? Kẻ vuông góc vào, vuông góc với AC. Rồi, thì gọi đây là điểm H. Là thằng BH. Kẻ vuông góc vào là BH thôi. Ok, tính BH như nào? Tính BH các bạn nhìn nhá. Chúng ta là có một cái công thức một trên này này. Trong khoảng cách thì các bạn nhớ công thức 1 trên. Trong tam giác vuông, thì 1 trên BH bình phương bằng 1 trên BA bình cộng 1 trên BC bình. Các bạn có nhớ công thức này không? Công thức học nó lớp 1 rồi đấy. Thì bây giờ các bạn có thể chụp căn lên nhanh cũng được nhá. Hoặc là các bạn dùng luôn công thức này, 1 trên BH bình phương bằng 1 trên gì em? BA bình cộng 1 trên BC bình. Mà ở đây các bạn đã có BA với BC rồi. Thực ra thầy muốn các bạn nhớ công thức này này. Cho nhanh này. BH các bạn ấy nó bằng BA nhân BC chia cho cái căn bậc 2 của BA bình cộng với cả BC bình. Rồi, một thằng là A, một thằng là 2A chia căn của A bình cộng 2A tất cả bình phương. Vậy kết quả các bạn sẽ còn là 2 căn 5 trên 5. Được chưa? A nhỏ. Đó, hết bài. Rồi, hiểu chưa? Hiểu hay là rất hiểu nào? Hiểu hay rất hiểu? Hiểu hay là rất hiểu?
cái đoạn chụp căn chỗ này lên này, chụp căn quy đồng lên rồi bỏ, rồi căn hai bế đấy. Thực ra các bạn có một cách để bấm máy tính nhanh, thầy nói luôn cách bấm máy tính nhá. Thì các bạn nhập này, am kia x nhân y, nhập sẽ là nhập như này này, x nhân y này, được chưa? Chia cho cái căn của x bình cộng cả y bình, y bình, được chưa? Ấn can thôi. Cao bao nhiêu? BA các bạn ấy là bằng 1, y là 2a là bằng 2, bằng luôn kết quả 2 căn 5 trên 5, ra luôn nhé. Thấy bạn nào nhầm nó kém, rất hiểu à? Rồi, ngon lành. Rồi, ghi xong chưa? Ghi xong rồi các bạn comment cho thầy chữ G tiếp nhá. Ghi xong rồi comment chữ G tiếp. GG. Sao bọn nó comment chữ G lại ra màu đỏ nhỉ? Chữ G là viết tắt của cái gì em? Sao bọn nó có cái chữ GG nhỉ? Ta comment chữ GG xem nào. GG Google à? Rồi. Bây giờ mình sang câu ví dụ số 2. Ví dụ số 2. Để cho các bạn như sau. Để cho như sau. Cho chóp đều. Cho chóp đều. ABC. Được chưa? ABC, AB bằng A nhỏ. Người ta hỏi các bạn câu như sau: tìm khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng SAM với M là trung điểm BC. Trung điểm BC. Và N là trung điểm AB. Rồi, các bạn comment cho thầy xem là cái khoảng cách này nó bằng bao nhiêu nhá. Khoảng cách từ điểm B đến SAM và từ điểm N đến SAM. GG đầu hàng à? Để pick Yasuo. Rồi, bây giờ như này nhá. Khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng SAM, mình khoanh vùng SAM vào một cái. SAM đây. SAM. Được chưa? Mà đang tìm khoảng cách từ điểm gì em? Điểm B. À, BSAM thì từ điểm B các bạn kẻ một đường vuông góc hoặc là xong. Kẻ vuông góc từ B nó chính là thằng gì luôn? BM luôn đây này. Đúng không? Vuông góc với cạnh đáy của mặt đứng. Thầy đã dặn rồi, vuông góc với cạnh đáy là AM, nên vuông góc với cạnh đáy là BM rồi. Ok chưa? Mà BM các bạn bằng một nửa BC. Mà BC bằng A nhỏ rồi, đúng không? A nhỏ trên 2, xong. Tiếp tục khoảng cách từ điểm N đây này. N đến mặt phẳng SAM, à cũng phải kẻ như nào vào? Vuông góc vào thôi. Nhưng kẻ vuông góc từ điểm N vào thì các bạn chú ý là nó sẽ phải như nào? Nó song song với thằng BM luôn. Đấy, nó sẽ song song. Ờ, thì gọi là NK. Bằng NK nhé, kẻ song song vào. Nó sẽ bằng là BM trên 2. Đúng không? Đường trung bình mà, bởi vì M là trung điểm. Thì BM trên 2 là A trên mấy? A trên 4, xong phim. Easy chưa? Đúng rồi, A trên 4, chính xác. Rất tốt. Đúng rồi, bằng BM trên 2. Thế thôi, ngọt ngào như Amphenibe luôn. À đấy, có Amphenibe đây, thấy có kẹo Amphenibe. Các bạn ăn kẹo này bao giờ chưa? Muối ớt ăn chưa? Hey. Các bạn cứ hỏi là từ bé đến lớn em chưa hôn ai bao giờ. Thấy cũng thế, thầy đã hôn ai bao giờ đâu. Đấy, nhưng mà thầy nghe người ta đồn ấy là cái kẹo này ăn vào nó ngon, với cả nó ngọt hơn cả nụ hôn với cả người yêu các bạn luôn. Nên chúng ta phải tìm biện pháp thay thế. Người yêu có khi là tốn kém dã man, nhưng mà cái phong kẹo này có mấy nghìn bạc. Ăn kẹo ngon hơn nhiều, ngọt ngào hơn bao nhiêu. Thế mà không chọn, đi chọn vào tình yêu vừa đau mồm vừa đau tim.
lại còn vừa tốn sức nữa chứ. Có những cái ngày lễ đấy, ngày lễ Valentine thì bọn mày lại ngồi đốt sức nhau để làm cái gì? Không được. À, tuổi thơ đấy. Nào tiếp tục. Rồi thầy sẽ ăn trước mặt các bạn cho các bạn thèm. Rồi. Bây giờ nhá, mình sang khoảng cách tiếp theo, câu ví dụ số 1 này. Cho hình chóp ABC có đáy ABC là một tam giác vuông tại B. Với AB là bằng A nhỏ và BC các bạn là 2A nhỏ. SA vuông góc với mặt phẳng ABC. Khoảng cách từ điểm B đến SAC là gì? Học thầy nó ngọt ngào bởi vì thầy ăn kẹo nên giảng nó ngọt ngào. Hiểu chưa? Nào, vào bài rồi. Chọn SABC. Đây là tam giác vuông. Vuông tại đâu? Vuông tại B. Ừ, này to quá. Rồi, đấy là tam giác vuông tại B này. SA vuông góc với mặt phẳng ABC. Rồi. Khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng SAC là gì? Mời các bạn comment luôn xem nào, xem đáp án là gì em. Úi dồi, nhanh thế. Đã A hết rồi à? Các bọn này hách rồi. Đúng rồi. B đến SAC. SAC mình quanh vùng vào. Đây là mặt đứng. Đúng không? Đây là mặt đứng. Nhìn ra ngay đây là mặt đứng. Mà mặt đứng thầy giáo dặn các bạn là chỉ cần kẻ một đường như nào vào. Vuông góc với mặt đứng thôi. Kẻ vuông góc vào. Đây, vuông góc. Xoét vào bác. Vuông góc. Thế là hết rồi. Đúng không? Thế là hết rồi. Thì lúc này mình sẽ có cái khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng SAC. Nó chính là ông gì em? Ông BH chỗ này. BH. Các bạn kể BH và là xong. Thì BH các bạn lại công thức 1 trên BH bình bằng 1 trên BA bình cộng 1 trên BC bình. Tức là bằng BA nhân BC. Chia cho cái căn của BA bình cộng với cả BC bình phương. Đúng không? Nó sẽ bằng là 2 này. Nhân căn 5 trên 5A nhỏ. Giống hệt cái câu lúc nãy. Mình làm đáp án A thôi. Rồi. Tốt. Rồi nhớ luôn kết quả. Rồi bài này cũng dễ thôi. Cho hình chóp tứ giác đều SABCD có độ dài, cái cạnh đáy là bằng 2A nhỏ và độ dài cạnh bên là bằng 3A nhỏ. Khoảng cách từ điểm S đến mặt phẳng ABCD là cái gì? Rồi, ô đây. Và bây giờ nó hỏi các bạn ấy là khoảng cách từ điểm S đến mặt phẳng ABC là gì? Ái chà, 2 rồi à? 2 rồi à? 2A xong rồi, rất tốt. Thì đây chúng ta sẽ thể ý người ta đang cho các bạn như sau. Thứ nhất nó cho các bạn độ dài cạnh bên ấy. Ví dụ thầy cho SB này, nó bằng bao nhiêu rồi? Nó bằng là số 3, đúng không?
nó cho các bạn độ dày gạch đáy bằng 2. Nên ở đây muốn tính SO. Đấy, SO đang muốn góc ở đáy này, cho tính SO. Thì các bạn phải nhấc vào cái gì em? Nhấc vào cái tam giác vuông nào mà chứa SO và chứa cái SB nữa, à SBO luôn. Sau đó thì các bạn Pythagore thôi. Đấy, khoảng cách hạ một góc xuống luôn mà. Rồi. Ba bình phương mà trừ đi. BO là gì? BO là nửa đường chéo. Các bạn phải nhớ cái đường chéo của hình vuông là bằng cạnh nhân căn 2. Đúng không? BO các bạn bằng một nửa A BD. Đấy, mà BD là đường chéo hình vuông là cạnh nhân căn 2. Cạnh của mình là bằng mấy? Cạnh đáy là bằng 2 này. Nên cạnh nhân căn 2, Pythagore mà. Đã chia 2. Kết quả các bạn còn căn 2 thôi. Thì là căn 2 tất cả bình phương. Kết quả là căn 7. 9 chia 2 là 7. Được chưa? Đáp án cần chọn là A. Đọc. Thầy bị ốm hay sao mà nghe giọng thầy khàn thế á? Không. À, tao đang ngậm kẹo. Đang cắn kẹo các em ạ. Cho nó phê, giảng bài cho nó phê. Đấy, cấp độ 1. Easy game nhá. Rồi. Easy game. Cắn kẹo không phải là ke. Con này Nguyễn Thị Huệ, thầy mày nghĩ thầy như mày à? Bậy nó quen. Kẹo ngon game ạ. Rồi. Học tiếp không? Học tiếp không? À, để dành đến buổi sau. Hả? À, học tiếp không hay là để buổi sau nào? Để dành buổi sau nào? Học tiếp không hay là để buổi sau? Chúng ta còn cấp độ số 2 đây. Cấp độ 2 là khoảng cách từ chân đường cao đến mặt bên. Đúng không? Thầy ơi, xuống mở cửa cho em đứng dưới nhà thầy này. Điêu. Đường Nam Khánh Nguyễn. Điêu tao. Điêu. Ở dưới nhà tao là có ông dắt chó đi dạo mà. Làm gì có ấy. Làm gì có mày. Mày bốc phét. Vừa mở cửa có thấy đếch đâu. Rồi. Buổi sau à? Học tiếp hay là để buổi sau? Ơ kìa. Tao bảo học tiếp hay để buổi sau, bọn mày bây giờ lại cứ coi bói. Trời ơi, bậy nó quen. Thôi, không xem bói. Tí nữa cuối giờ mới xem bói. Đấy, thầy hay tin tưởng các bạn lắm. Thế mà nó lừa thầy. Yêu thật. Vào khu thầy hơi bị khó. Nhà khu thầy nó là khu vùng xanh. Không ai bị cả. Không ai bị Covid cả. Nên vào khu thầy khó lắm. Rồi, thôi. Học tiếp nha, học tiếp nha. Thôi học tiếp, coi bói sau đi. Học tiếp. Học tiếp này. Rồi. Rồi thầy có nha, nghe nha. Khoảng cách từ chân đường cá mặt bên. Đấy. Khoảng cách từ chân đường cá mặt bên. Chân đường cao đến mặt bên. Chân đường cao mặt bên ở đây nó không phải là mặt đứng. Lúc em mình từ một điểm ở đáy đến mặt đứng, có đúng không? Bây giờ nó là mặt bên. Mặt bên ấy là mặt nó nghiêng nghiêng. Người ta gọi đấy là mặt bên. Nhớ chưa? Nào cả lớp comment cho thầy. Mặt bên là mặt nghiêng. Mặt bên là mặt nghiêng. Comment nào. Mặt bên là mặt nghiêng. Cả lớp comment đi. Mặt bên là mặt nghiêng.
đừng có comment là mặt bên là người yêu cũ của em nhé, hay là người yêu em nhé. Lại bảo mặt bên là người yêu em, lại đang nằm với người yêu chết mẹ. Đang phải học mặt bên là mặt nghiêng, nhớ chưa? Comment đi. Mặt bên là mặt nghiêng. Rồi, mặt bên là mặt nghiêng. Thì bây giờ thầy sẽ chia cái cấp độ số 2 này, cấp độ số 2 thành hai bài toán gốc, gốc 1 và gốc 2. Thì các bạn chỉ cần nhớ hai bài toán gốc này thôi, là những bài khác các bạn làm được ok ngon lành ngay. Thầy lấy ví dụ cho các bạn như sau. Cho hình chóp ABC có SA ấy, nó đang vuông góc với cả mặt phẳng ABC. Tam giác ABC vuông tại B hoặc là ở C. Và người ta hỏi các bạn tính ngoái từ điểm A đến mặt phẳng SBC. Được chưa? A đến SBC. Thì ở đây này, các bạn chú ý khi đề bài cho các bạn chóp SABC, SA một góc với đáy, và đáy các bạn là góc vuông tại B hoặc là vuông tại C, thì người ta đang hỏi là tìm ngoái từ điểm A đến SBC. Các bạn chỉ cần nhớ một nguyên tắc giúp thầy thôi, đó là kẻ giúp thầy một đường, vuông ở đâu gấp đôi lên ở đó, vuông ở B kẻ AH vuông góc với cả thẳng SB cho thầy, vuông ở B gấp đôi lên ở đó, vuông ở B gấp đôi lên nó là thẳng AH vuông với SB. Cụ thể, nếu như nó vuông ở C thì sao thầy ơi? À, rất đơn giản, em chỉ cần kẻ AH vuông góc với thằng gì thôi? SC. Vuông ở đâu? Gấp đôi lên ở đó. Nhớ chưa? Thì tại sao lại như thế? Tại sao lại như thế? Thì các bạn cũng nghe thầy chứng minh đây này. Đầu tiên, muốn tìm khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SBC thì các bạn phải như nào? Kẻ vuông góc được xuống với mặt phẳng. Chứng minh được AH của mình phải vuông góc với mặt phẳng SBC. Quả thực AH đã vuông góc với SBC chưa em? Có vuông góc rồi, bởi vì nó vuông góc với hai đường, một là đường mình kẻ lên là đường SB, đường số 2 ở bố cho thầy dạy các bạn là đường này thường nằm ở đáy, mà SBC có đường nằm ở đáy là đường BC. Mình chứng minh lật ngược lại là BC vuông góc với AH được không em? Đó là BC vuông góc với mặt mặt phẳng chứa AH. BC vuông góc với mặt chứa AH nó là mặt phẳng gì em? À, SAB đúng không em? SAB do vuông hai đường, đó là đường SA và đường gì em? AB. Mà cái đường này thầy đã chứng minh ở đâu rồi? Chứng minh ở đây này. Đấy, chứng minh đây này. Đây, BC vuông góc SA, BC vuông góc AB thì BC vuông góc SAB. Mà AH trong SAB nên suy ra BC vuông góc với AH. AH lại vuông góc SB nữa nên suy ra AH vuông góc với SBC. Từ đây suy ra được khoảng cách từ điểm A đến SBC là AH. Rất đơn giản. Vậy vuông ở đâu? Gấp đôi lên ở đó. Và tính cái thằng AH ở đây các bạn sẽ tính cho thầy như sau. 1 chia cho AH bình bằng 1 trên SA bình cộng 1 trên AB bình. Thế là hết. Và từ lần sau các bạn chỉ cần nhớ là vuông ở đâu gấp đôi lên ở đó. Thế là xong. Nhưng bây giờ các bạn sẽ đặt cho thầy một cái câu hỏi. Thầy ơi, nếu như ở đây đấy tam giác ABC nó không có góc vuông ở B và C thì em làm như thế nào? À, không có góc vuông ở B và C. Đúng lẽ là mình có. Đúng không? Thì các bạn làm như sau. Không có thì mình tự tạo ra góc vuông, mình phải phấn đấu. Như kiểu các bạn không có người yêu, các bạn phải phấn đấu để cho có người yêu. Thì bây giờ nhà mình chưa có điều kiện, đúng không? Mình phải tạo ra điều kiện. Thì bình thường là có vuông góc ở B hoặc là vuông ở C, mình không có, mình tạo ra điều kiện, đó là mình sẽ cho tam giác này có góc vuông bằng cách là kẻ AM vuông góc với cả thằng BC. Phông bạt một tí, mình phông bạt một tí thì mình lấy ra được một góc vuông có AM vuông góc BC. Kẻ thêm một đường nữa là AH vuông góc với thằng gì em? SM. Vậy các bạn kể AH vuông SM là xong. Vuông ở đâu? Gấp đôi lên ở đó. Vuông ở M gấp đôi lên là AH. Vậy thì khoảng cách là AH. Vậy thì các bạn chỉ cần chứng minh là AH vuông góc với SBC là xong. Đúng không? Thì cách chứng minh thì buổi trước chúng ta đã học cách chứng minh rồi. Nó rơi vào đúng câu ví dụ 1 thầy cho các bạn luôn đấy. Nên trong cái buổi ngày hôm nay ta sẽ không đề cập đến việc chứng minh nữa, mà ta sẽ đề cập sâu hơn là việc tính toán khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng. Thì cụ thể là tính AH thì dùng 1 trên thôi. 1 trên AH bình bằng 1 trên SA bình cộng 1 trên gì em? AM bình. Nhá. Đấy, cả lớp cùng comment cho thầy. Vuông ở đâu? Gấp đôi lên ở đó. Nợ ở đâu? Chơi gấp đôi ở đấy. Đấy, bí quyết đánh đề đấy. Bí quyết để đánh đề luôn đúng là gì? Luôn trúng ấy. Đó là các bạn trượt con nào, các bạn hôm sau đánh gấp đôi con đấy cho thầy. Đánh cùng một con thôi. Gấp đôi lên. Kiểu gì các bạn ăn. Kiểu gì cũng lại. Chỉ sợ các bạn không trụ nổi, không trụ nổi thôi. Cấp số nhân.
Thầy ơi, nếu không có SA vuông góc thì sao thầy? Thì lúc này A ở đây của chúng ta nó không phải là gì em? A không phải là chân đường cao. Mình đang nói cấp độ số 2 là chân đường cao cơ mà. Đúng không? Chân đường cao. Còn nếu như không phải chân rơi vào chân đường cao, nó là dạng này này. Điểm không phải chân đường cao này, đến mặt bên. Thấy chưa? Có nhá. Cấp độ số 3 đấy, thầy có nhá. Nhưng mà thầy sẽ nói sau. Thầy đang nói cấp độ số 2 trước. Vuông ở đâu? Gấp đôi lên ở đó. Nhớ chưa? Rồi. Cách để không bao giờ phá sản đó là gì? Vuông ở đâu gấp đôi lên. Các bạn chơi đề phải như thế. Chơi nó phải có tính toán. Phải kiên trì, kiên định. Chọn một con thôi mà chơi thôi. Đây cứ thấy con nào đi giải giác. Chết dở rồi. Học hành thế. Lúc thì nhảy thầy này, lúc nhảy thầy kia. Không kiên định. Thế là tâm lý yếu. Nào, cho hình... đây là đề năm 2018, đề chính thức đấy. Mã đề 102. Cho hình chóp NABC của đáy là tam giác vuông đỉnh AB. AB là bằng A nhỏ. SA vuông góc với đáy. Tìm khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SBC. Ok, ta vẽ hình. Đấy, đề thi đại học đây. Đề ớt cái gì đâu. Rồi, tam giác vuông ở đỉnh B nhá. Ok chưa? Vuông ở B. À không, vuông cân, nó không cân. Mà đây người ta cho các bạn cái gì? Nó cho các bạn là cái thằng AB của các bạn là bằng A nhỏ. Rồi, SA các bạn là bằng A nhỏ. Nó hỏi các bạn là khoảng cách từ điểm A đến SBC là gì? Úi dồi, vuông ở đâu? Gấp đôi lên ở đó. Vuông ở B đúng không? Gấp đôi lên ở B, kẻ AH vuông góc SB, xong phim. Đấy là khoảng cách. Không cần nghĩ ngợi. Thấy chưa? Vậy đây các bạn chỉ cần kể AH vuông góc với SB. Suy thẳng ra cho thầy, không cần chứng minh nữa. Các bạn nào mà thích đi chứng minh cho thầy. Đấy, AH vuông góc với SBC. Cái này thầy đã dạy ở gì rồi? Buổi trước. Mở buổi trước ra xem nhá. Buổi trước. Rồi, coi như không cần chứng minh. Về thẳng luôn. Khoái từ A đến SBC. Các bạn nhớ luôn là AH. Đúng không? Công thức 1 trên. 1 trên AH bình bằng 1 trên SA bình cộng 1 trên AB bình. Tức là ghi luôn công thức. SA nhân AB chia căn của SA bình cộng với AB bình. Kết quả là bằng căn 2 trên 2. Đó, đáp án đi. Đây luôn. Đấy. Xịn nhá. Rồi. Câu tiếp theo của các bạn comment đề nhiệt tình quá. Tốt rồi. Câu 4 này. Cho hình chóp SABCD. SB vuông góc với ABCD và ABCD là hình thoi cạnh là 2A nhỏ. Góc BAD bằng 6 sọ, SB bằng A căn 3 và khoảng cách từ điểm B đến SCD là cái gì? Ok, bây giờ thầy vẽ hình. SB vuông góc với đáy, thầy sẽ cho SB nằm ở sau đi. Được chưa? Rồi, ABCD. Đấy là hình thoi cạnh 2A nhỏ. Hình thoi cạnh 2A nhỏ. Và đây chúng ta có góc BAD bằng 60 độ. BAD. Góc này 60 độ. Rồi, SB các bạn là bằng căn 3. SB. Vuông góc với đáy. Và SB ở đây là bằng A căn 3. Rồi, đường cao ngắn ra. Tìm ngoài từ điểm B đến mặt phẳng SCD. B đến SCD. Rồi, bây giờ nhá. Các bạn phải xem đây là hình thoi, đúng không? Đây là hình thoi. Nên chúng ta sẽ phải nhớ này, hình thoi để các cạnh đều bằng nhau. Từ cạnh BC các bạn bằng 2 nhỏ, bằng CD bằng 2 nhỏ, đúng không? Và ở đây, hai góc đối diện hình thoi bằng nhau, góc 60 độ. Vậy thì tam giác cân ấy, lại có cái góc 60 độ nữa ấy, thì nó là tam giác gì em? Tam giác đều. Tam giác BCD của chúng ta. Ở đây các bạn sẽ có góc C của chúng ta bằng góc A. Bằng 60 độ.
Mà đây các bạn có BC ấy, nó bằng thằng CD chưa? Nhìn ra ngay nó bằng hai nhỏ, vậy thì tam giác này là tam giác gì em? Tam giác BCD đều. Đều. Ồ, mà em ơi, thầy dặn các bạn là gì? Muốn tìm khoảng cách từ điểm B đến SCD, em nhìn xem cái đáy của nó có vuông hay không. SCD. SCD. Em khoanh vùng cái mặt phẳng này. Khoanh vùng cái chóp vào. Thế em nhận ra là B đến SCD thì em nhận ra ấy là ở đây SCD của chúng ta, C ở đây không phải góc vuông. Vậy thì không có góc vuông, gia đình mình chưa có điều kiện để mình yêu, thì mình tự tạo ra điều kiện để mình yêu. Bằng cách là như nào em? Tự tạo góc vuông, kẻ một đường vuông góc với CD. Nhớ thật là lời thầy dặn chưa? Mình không có điều kiện thì mình tự tạo điều kiện ra để mà yêu. Được chưa? Học giỏi hơn thì gái thì đi theo yêu các bạn thôi mà. Cần gì phải nghĩ ngợi nhiều. Rồi. Người đẹp trai các bạn thấy, thầy có đẹp trai đâu. Thế mà thầy vẫn có Ngọc Trinh để yêu đấy. Nhờ gì? Nhờ giỏi toán. Rồi, bây giờ các bạn đã tạo ra góc vuông. Góc vuông ở đâu? Gấp đôi lên ở đó. Vuông ở M, gấp đôi lên. Đó là thầy kể cho thầy BH vuông góc với cả SM. Thế là xong. Nhớ chưa? Vuông ở đâu gấp đôi lên ở đó. Rồi, vậy ở đây thầy sẽ có cái gì em? À, ké. BM vuông góc với cả CD. Thì suy ra M là trung điểm. Đúng không? Trung điểm của CD. Với tam giác đều mà. Tiếp tục, thầy kẻ một đường nữa là kẻ BH vuông góc với cả SM. Kẻ xong thì các bạn sẽ chứng minh cho thầy BH vuông góc với SCD. Cái này các bạn có thể bỏ đi cũng được. Ở buổi trước thầy dạy rồi. Bây giờ, khi các bạn đã chứng minh xong thì suy ra cái khoảng cách từ điểm B đến SCD. Mình phang thẳng luôn, nó thằng BH. Là sau khi mình kẻ hai đường. Nhá. Mà BH cứ phang công thức 1 trên. 1 trên BH bình bằng 1 trên SB bình cộng 1 trên BM bình, có đúng không em? Rồi, nó bằng là BS nhân BM chia cho căn của BS bình cộng với cả BM bình. BS các bạn có rồi là bằng A căn 3, nhưng BM thì bằng bao nhiêu? Thì BM các bạn nhớ cho thầy nhá. Khi M trung điểm CD thì BM ấy là đường cao trong tam giác đều. Công thức là gì em? Cạnh này là 2A nhân căn 3 và chia 2. Đây là công thức đường cao trong tam giác đều, cạnh như căn 3 trên 2. Bạn nào mà không nhớ thì các bạn dùng Pythagore giúp thầy. Nhớ chưa? Rồi bấm máy tính nhá. Căn thôi. BS của mình là bằng căn 3. Ông kia ấy thì bằng là căn 3 nốt. Đúng không? Rút gọn đi. Kết quả là căn 6 trên 2. Được chưa? Căn 6 trên 2. Rồi, đáp án cần chọn là C. Hết bài. Rồi, các bạn đã hiểu cách làm chưa? Hiểu chưa? Dễ không? Vuông ở đâu gấp đôi lên ở đó. Thế là xong. Rồi, ngon lành rồi. Ok, thế hôm nay đến đây thôi. Hôm nay đến đây thôi. Buổi sau thầy đến dạy tiếp tục cấp độ số 3. Là cấp độ các bạn đi điều điểm. Cấp độ số 3. Hôm nay mình đến đây thôi. Cấp độ số 1, cấp độ số 2 thôi. Easy game. Rồi. Rồi trước khi chúng ta sang cái gì nhỉ? Cái phần xem bói. Thì thầy nói qua cho các bạn một chút nha, nói qua một chút. Đây là một cái ưu ái cho các bạn. Đấy, ưu ái cho các bạn khi mà các bạn là thành viên ở trong cái nhóm mà các bạn tham gia rất là tích cực các buổi học của thầy. Đây, có một ưu ái như sau. Ưu ái nhá. Ưu ái. Được chưa? Có một ưu ái cho các bạn. Nghe kỹ ưu ái này này. Nghe kỹ. Thứ nhất là ở đây thầy đang có ấy, là cho các bạn là tổng cộng
một cái giai đoạn để các bạn ôn thi theo một đúng một cái lộ trình. Thì nhiều bạn là hỏi các bạn là giai đoạn ôn thi thì như nào cho nó hiệu quả. Thì với bao giờ chúng ta sẽ có ba cái giai đoạn chính. Nói cho các bạn ba giai đoạn chính. Nào, ba giai đoạn chính. Đây thầy sẽ cho các bạn xem ba giai đoạn chính của nó ôn thi. Hôm nay thầy sẽ bật mí cho các bạn cái cách để ôn thi cho nó hiệu quả. Thứ nhất ấy, nó có 3 giai đoạn để các bạn ôn thi. Giai đoạn 1 ấy là các bạn phải vững cái chuyên đề. Dù các bạn học ở đâu cũng thế thôi, các bạn phải vững cái chuyên đề. Các bạn mà không vững chuyên đề các bạn vứt đi hết. Vứt đi hết. Thì các bạn học vững chuyên đề cho thầy. Thì các chuyên đề này nó học như kiểu là các cái lớp dưới các bạn thôi. Các bạn vẫn phải học cái gì? Vẫn phải học chuyên đề hàm số này, chuyên đề mũ logarit này, chuyên đề nguyên hàm tích phân. Tuy nhiên, đấy là việc học chuyên đề các bạn đã nắm chắc cái nền tảng. Thì ở trong cái phần trên lớp bài kiểm tra các bạn sẽ làm ngon lành. Tuy nhiên để đi đại học được muốn điểm cao được ấy, để được 9 cộng thì bắt buộc các bạn phải có một cái giai đoạn là giai đoạn tổng ôn. Giai đoạn tổng ôn của các bạn là gì? Tổng ôn là các bạn phải tổng hợp hết tất cả các cái chuyên đề ở cái phần học chuyên đề trước của các bạn mix nó với nhau. Bởi vì trong cái đề thi đại học là người ta không chỉ hỏi một câu hỏi ở trong một chuyên đề mà nó sẽ hỏi là kết hợp 2 đến 3 chuyên đề với nhau để nó hỏi tiếp cơ. Nên nếu như các bạn không có cái sự tổng hợp kiến thức chắc chắn ấy và không biết cách tổng hợp kiến thức các dạng nào ấy thì rõ ràng đấy là điều thiệt thòi cho các bạn để khó mà điểm cao được. Nên là tại sao thầy phải có một cái giai đoạn là giai đoạn tổng ôn cho các em. Cái thứ ba là giai đoạn luyện đề. Không một cái kỳ thi nào mà các bạn không cần luyện đề cả. Nên ở đây khi các bạn đã vững được cái kiến thức, sau đó các bạn phải thực chiến với cả cái đề thi đại học thật sự là như thế nào. Lúc đấy thì các bạn mới có thể là được cao được. Các bạn phải làm quen với cách làm bài thi, quen với cách xử lý phòng thi như thế nào. Thì đó chính là giai đoạn luyện đề. Nhớ chưa? Thì trong ngày hôm nay ấy, là tất cả các bạn khi đăng ký nhá, tức là tất cả những cái bạn học sinh trong khóa của thầy đang học ở trong khóa lấy công trung gian này này, đây là một cái sự ưu ái cho các bạn. Thì cái ưu ái đấy khi các bạn đăng ký cái khóa S1, khóa S2 và khóa S3 của thầy, hoặc là đăng ký một trong ba khóa này. Nhớ chưa? Thứ nhất là trong giai đoạn này các bạn đang được giảm hết 50%. Thứ hai, trong ngày hôm nay, chỉ trong hôm nay thôi, cái này là trong hôm nay. Trong hôm nay, khi các bạn đăng ký, các bạn nhớ này, các bạn viết tên các bạn ra. Viết tên các bạn, cộng thêm một cái mã ở phía dưới, đó là hôm nay là ngày 19 tháng 8. Các bạn comment cho thầy là HKG 19 tháng 8. Nhớ chưa? Ví dụ đăng ký như này. Các bạn viết tên, họ tên các bạn đăng ký, cộng HKG 19 tháng 8. Các bạn tự động được giảm thêm 100k nữa. Được chưa? Được giảm 100k nữa so với cả cái giá gốc. Nhớ nhá, so với giá gốc. Ok chưa? Được giảm 100k nữa. Cái voucher, khi các bạn viết thêm cái đúng từ khóa này thôi, chỉ những cái bạn nào ở trong nhóm mình mới nhận được ngày hôm nay. HKG 19 tháng 8, sau ngày hôm nay là không nhận được. Thì cách đăng ký như sau này. HKG 19 tháng 8, cách vào nhá. Các bạn sẽ ấn vào trong cái link. Đây, thầy copy link cho các bạn đây. Copy link. Thầy ghim cái link này lên cho các bạn. Và các bạn sẽ nhìn theo hướng dẫn của thầy để nhận được cái ưu đãi này nha. Ở đây, ngay đoạn đầu các bạn vào trang này. online.luyệnthitina.vn. Sau đó các bạn sẽ nhập tên các bạn vào đây. Nhưng nhập tên này, các bạn sẽ comment là cộng cả HKG để hình không gian 19 tháng 8. Nhớ chưa? Để thầy biết. Đấy, để mã ưu đãi, nhập số điện thoại và nhập địa chỉ các bạn vào đây. Đấy, đây là tại của Việt chẳng hạn thế. Rồi các bạn ấn combo 3 khóa. Hiện tại ấy, nó có một cái quyền lợi nữa cho các bạn. Khi 3 khóa ấy, các bạn mà mua lẻ ấy, mỗi khóa 800k đang được 50% rồi và giảm trong vòng có 12 ngày nữa thôi này. Đấy nên các bạn đăng ký sớm thì mỗi một khóa là 800.000 và nếu như các bạn mà đăng ký 3 khóa là 2.4 triệu. Nhưng mà các bạn mà combo 3 khóa liền ấy, các bạn là được còn giảm 1.999.000 cả 3 khóa học đến hết năm. Nhớ chưa? Và free ship cho các bạn. Và khi các bạn nhập cái mã HKG 19 tháng 8 này này, các bạn còn được giảm tiếp 100.000, tức là còn 1.899.000 thôi. Nhớ chưa? Đấy, thì có một chị sẽ gọi điện xác nhận cho các bạn. Thì chị biết nhìn cái mã này, chị biết ngay là hôm nay chỉ có những bạn đang nghe mới có được cái quyền lợi này, còn tất cả các bạn khác sẽ không có. Các bạn ấn đăng ký là được. Các bạn ấn vào chuyển khoản để vào học luôn nhá. Đăng ký thôi. Đấy, đăng ký. Đăng ký xong click vào nhóm kín, các bạn click vào nhóm này. Đấy, click vào đây để vào nhóm kín. Đấy, đợi một lúc nó ra cho các bạn. Đây, nhóm S1, nhóm S2, nhóm S3. Được chưa? Nhóm S2 đây, nhóm tổng ôn luyện đề.
Hiện tại thì các bạn khác cũng đăng ký đông đông rồi, 2.700 bạn rồi, các bạn thấy không? 2.700 bạn rồi. Nên là sớm để nhận ưu đãi, không các bạn về sau kiểu gì các bạn cũng phải học thầy thôi nhá. Và các bạn để đến sau ấy thì nó đăng ký nó bị thiệt thòi cho các bạn. Nhớ đấy, được giảm thêm 100k nữa, giảm thêm 100k nữa khi các bạn đăng ký. Được chưa? Rồi. Ok. Thế thôi, thông báo mỗi cái đấy. Rồi bây giờ mua khóa S1 rồi và S2 rồi thì như thế nào? À, đăng ký S Pro là khóa hết cả năm đúng không vậy? S Pro ấy, nó chính là S1 đấy, là nó bao gồm S1 với sách. Các bạn nhớ nhá, cái S Pro này là nó bao gồm là S1 cộng cả sách. Nhớ chưa? Nó chưa bao gồm cái khóa S2 và S3, tức là tổng ôn một luyện đề. Nên bạn nào mà có S1 rồi mà chưa có S1, S2 và S3 ấy, thì bây giờ các bạn có thể đăng ký luôn. Cũng đang được giảm 50%. Đấy. S2 và S3. S2 và S3. Được chưa nhỉ? S Pro nó chính là S1 cộng cả sách. Đấy. Rồi. Khi nào phát hành mua thì nó hết giảm giá rồi. Bao giờ các bạn đăng ký sớm ấy thì mà nó được ưu tiên thì đăng ký cho các bạn trước. À, nói cho các bạn trước để các bạn được ưu tiên. Còn lúc nó lại tăng giá thì thôi nó lại buồn. Đây, nó có cái thời gian đếm ngược ấy. Các bạn thấy đây thời gian đếm ngược không? Lúc đăng ký này, còn 12 ngày nữa là hết hết cái ưu đãi này. Đây này, nó áp dụng đến cho bạn là trước 31 tháng 8 thôi. Còn 12 ngày nữa là hết. Nó đếm ngược thôi. Nó quay về giá cũ luôn. Rồi. Rồi bây giờ các bạn ấy sẽ hỏi là nếu như các bạn mà đăng ký 3 khóa có S1 rồi, có các trường hợp như sau. Các bạn có khóa S1 rồi, các bạn bảo là em muốn có thêm S2 cộng S3 thì em làm như thế nào? Đấy, thì trong ngày hôm nay nhá, nếu như bình thường ấy, các bạn có S1 rồi, các bạn mà muốn mua S2 S3 ấy, thì các bạn phải bỏ thêm bao nhiêu? Bỏ thêm đúng mỗi khóa 800.000 nữa. Nhưng ngày hôm nay các bạn đang ở trong lớp học của thầy thì có một cái ưu đãi tiếp cho các bạn. Khi các bạn có S1 rồi mà các bạn muốn có thêm S2 và S3. Đây, có S1 rồi mà muốn có thêm S2 cộng S3. Được chưa? Thì thêm S2, S3. Thì các bạn chỉ việc là thêm một khoản nữa. Đó là bao nhiêu? Đó là 1.999 đúng không? 1.999 này. Được chứ? Các bạn đăng ký cái khóa này là 800k. Thì các bạn chỉ việc đăng ký với giá là 1.200.000 thôi. Được chưa? Hai khóa này. Đấy, bạn nào có S1 rồi nhá thì được đăng ký hai khóa còn lại với giá 1.200.000. Đồng thời này, trong ngày hôm nay các bạn đăng ký nhập cái mã là HKG. HKG 19 tháng 8 ấy. 19 tháng 8 ấy, các bạn sẽ được giảm tiếp 100k nữa, còn 1.100.000 cho cả hai khóa tổng ôn với luyện đề của thầy. Khóa đấy là khóa học livestream, nhớ chưa? Livestream. Cái khóa S2 và S3 khóa livestream tổng ôn luyện đề. Đấy, còn 1.110.000. Thì cách đăng ký các bạn sẽ đăng ký như sau nhá. Các bạn vào đây này, các bạn vẫn ấn combo 3 khóa cho thầy. Được chưa? Vẫn ấn vào combo 3 khóa và đến khi các chị hỏi các bạn ấy, có một chị có điện xác nhận hỏi các bạn thì các bạn bảo là em có khóa S1 rồi. Các bạn các chị xác nhận xong một cái thì các bạn chỉ việc là chuyển cái phần còn lại là 1.110.000 ấy là nhận được tiếp hai khóa S2 và S3 là xong. Nhớ chưa? Đấy. Ok. Rồi, các bạn nhớ cái chương trình này này. Cái chương trình này nó sẽ không được giảm giá nữa. Khi các bạn có một cái có cái phiếu giảm giá ấy, thì phiếu giảm giá sẽ không được áp dụng gộp hai chương trình với nhau. Nhớ chưa? Gộp hai chương trình với nhau không được. Đấy. Chỉ được dùng một chương trình thôi. Và chương trình này đây là cái giá cuối đấy cho các bạn, rất là ưu đãi cho các bạn. Rồi. Hết nha. Mã giá lúc mua sẽ không áp dụng được bây giờ đâu, đang được giảm giá rất là sâu cho các bạn rồi. Được chưa? Ok. Có một cái quyền lợi nữa cho các bạn này. Quyền lợi nữa cho các bạn. Quyền lợi nữa này. Nữa cho các bạn. Có một quyền lợi nữa. Đó là khi các bạn ấy sở hữu cả một combo S1, S2, S3. Các bạn lại còn bảo em muốn có cả cái combo sách của thầy luôn. Combo sách của thầy là có 8 cuốn.
Có 8 cuốn. 8 cuốn mỗi cuốn ấy là 229k. Nhân 8 lên. Đúng không? 229k. Nhân 8 lên. 229. Thì nó là 1.832k. Nhưng các bạn đã sở hữu khóa S1, S2, S3 rồi thì các bạn chỉ việc mua cả một cái combo này này, cả 3 khóa học cộng với cả 8 cuốn sách với giá là 2.699k. Khủng khiếp chưa? 3 khóa học đã là 2 triệu tư rồi. 2 triệu tư cộng với cả cái gì nữa? Cộng cả 1832 nữa. Thì là bao nhiêu rồi? Thế là nó là 4.232 rồi. Đúng không? Bây giờ nó còn mỗi là 2.699.000. Thế là xong. Nhá. Thế là xong. Thì lúc các bạn đăng ký, các chị hỏi các bạn, thì các bạn đăng ký thêm như này này. Cách đăng ký nhá. Thầy vào lại trang cho các bạn như sau. Cũng có cả sách. Cách làm như sau này. Các bạn vào đây này. Vào trang online.luyệntitinda.vn. Các bạn ấn vào phần đăng ký học ngay. Thấy chưa? Đăng ký học ngay. Đấy. Thế là các bạn đăng ký học. Bên này này. Đăng ký học. Được rồi. Nhập thông tin vào đây. Ok chưa? Nhập thông tin vào đây. Sau đó các bạn lại vào lại trang này. Ấn vào phần mua sách. Phần mua sách ngay trên đầu này. Ấn vào mua sách. Có 8 cuốn đây này. Có 8 cuốn. Các bạn thấy không? Đấy, 8 cuốn. Các bạn muốn mua ngay 8 cuốn này. Nhập lại lần nữa. Sau đó các chị gọi điện lại bảo là em mua luôn cả một combo sách với cả khóa học. Thế là xong. Nhá. Thì các bạn chỉ việc chuyển khoản cái số tiền như thầy vừa nói là 2.699.000. Ok chưa? Cái này là không public nhá. Cái thông tin của thầy vừa nói cho các bạn là không public ra ngoài. Thầy không public ra ngoài. Không một thông tin nào có. Chỉ có trong lớp của mình. Trong ngày hôm nay thôi đấy nhá. Rồi. Hết. S Pro khác gì với S1, S2, S3? Cái khóa S Pro của các bạn ấy, nó chính là cái khóa S1 này này. Đấy, chẳng có bạn nào đăng ký combo S Pro thì nó có cả sách sẵn rồi. Hiểu chưa? Còn bạn nào mà đã có S1 mà các bạn muốn sở hữu thêm cả tổng ôn một luyện đề nữa thì các bạn chỉ việc đăng ký là hai khóa này là còn 1.1.000 trong ngày hôm nay nhá. Hết. Sau ngày hôm nay đăng ký thì không còn cái giá đấy nữa. Được chưa? Rồi. Ai chưa đăng ký các bạn thể đăng ký. Đến lúc tổng ôn mà chưa học chuyên hết chuyên đề thì có học được không thầy? Được, thoải mái. Bởi vì tổng ôn thầy cũng nhắc lại nhiều kiến thức cũ cho các bạn nữa mà. Em muốn đăng ký S2, S3 thì có được không thầy? Được. Thì mỗi khóa đang là 800k đấy. Hai khóa sẽ là 1.6.000. Còn các bạn đang được giảm giá trong ngày hôm nay với cái mã ghi tên các bạn ấy cộng cả chữ HKG 19 tháng 8 này này được giảm thêm 100k nữa, còn 1.5 triệu hai khóa. Được chưa? Đấy. S1 ấy là chúng ta học trên app, S2, S3 học trong nhóm kín. Thì S1 nó có một cái nhóm để trao đổi kiến thức nữa và thỉnh thoảng thầy livestream những cái bài như kiểm tra giữa kỳ hay là kiểm tra một tiết hay là kiểm tra học kỳ cho các bạn ấy. Hai khóa kia đầu năm sau chúng ta mới học cơ. Nên bao giờ cũng có một cái giá ưu đãi cho các bạn đăng ký sớm. Các bạn có thể đăng ký trước. Hiểu chưa? Các bạn có thể đăng ký trước. Rồi các bạn sẽ thanh toán sau cũng được. Để mai thanh toán cũng được. Còn đăng ký để giữ chỗ trước thôi. Trong ngày hôm nay thôi. Nha. Em mua full sách của khóa học mà em có 7 cuốn sách thôi. Đúng rồi, cái cuốn hình không gian của em nó dày đúng không? Bởi vì cái cuốn mới, hình không gian mới thì tách làm 2 cuốn. Bởi vì cái cuốn kia nó bị dày quá. Thì 7 cuốn nó chính là 8 cuốn đấy. Đấy, update, đợt update sau là cái cuốn hình không gian tách làm 2 cuốn cho đỡ dày. Giờ còn kiến thức nó giống hệt nhau. Còn lớp off thì tổng ôn luyện đề khi nào đến giai đoạn tổng ôn và luyện đề thầy sẽ thông báo sau. Còn cái này là thầy đang nói trước cho những bạn học ở online. Nhớ nhá, học online tức là không ở Hà Nội đấy, không học offline được của thầy. Còn về sau thì tính sau, lớp off thì về sau tính sau. Thầy sẽ có hết lộ trình cho các bạn rồi. Và kết quả như nào thì các bạn cứ nhìn thì các bạn thấy rồi đấy. Kéo xuống dưới để nhìn kết quả, cái bảng vàng ấy. Của các anh chị khóa trước. Đây, bảng vàng đây, zoom to lên. Thấy không? Đấy, bảng vàng đây.
bạn nhìn 25 à 253 bạn trên 27 điểm. Trên 29 điểm có nhé. Một rổ luôn. Cho chưa update hết nhỉ? Ồ. Đây này, số tự 400 bao nhiêu? Ồ chưa update hết à? Thế thì update lại xem nào. Đây còn cái đề nó có giống đề của bộ như thế nào cho nên thầy nói luôn, ôn 46 trên 50 câu trúng chính thức nhá. Đấy, là 46 trên 50 câu. Thì các bạn sẽ nhận ra là nó giống như thế nào luôn. Chỉ việc thay số. Không phải lại bảo tôi bốc phét. Đây, đây là câu 1 nhá. Mã đề 101 nhá. Đúng chưa? Câu 2 nhá. Câu 3 nhá. Đúng hệt. Đây, thay mỗi số 4 nhá. Thấy chưa? 5 nhá. Đấy. Bảng nó giống 6 nhá. Đồ thị chưa? 7 nhá. 8. Đấy, 9. 10. Nó cứ kéo ra bên này, các bạn tự kéo, các bạn tự cảm nhận nó giống như thế nào. Các bạn hỏi chính các anh chị 203 khóa trước ở bên ngang. Nhá. Rồi, hôm nay đến đây thôi nhá. Nghỉ thôi. Quyển không gian có 180 trang á, thế thì em mua phải cuốn cũ rồi, hoặc em mua phải cuốn cũ rồi. Còn cái cuốn đời sau cơ, nó tách làm hai cuốn cơ mà. Làm sao 180 trang? Thế thì mua cuốn cũ rồi, cuốn mới nó có cái này cơ. Thấy không? Đấy, trang đầu tiên nó như này cơ. Nó ghi chữ tập 1 đây này. Đấy tập 1 không? Hình không gian tập 1. Riêng tập 1 nó đã là bao nhiêu rồi? Tập 1 nó đã là 266 trang rồi còn đâu. Tập 1 266 trang rồi. Tập 2 nó cũng na ná như thế. Làm sao 180 trang được? Nhầm rồi. Cái phiếu giảm giá các bạn có thể cho bạn bè các bạn cũng được, hoặc là các bạn đăng ký thêm ủng hộ thầy càng tốt, đúng không? Chứ còn đang được ưu đãi cho các bạn bây giờ lại còn gộp thêm ưu đãi nữa thì nó không hợp lý. À, coi bói à? Ờ, à, coi bói tí nhá. Coi bói tí. Tiểu Hí á, Tiểu Hí vừa đã chiếu rồi, lại đòi hiểu Tiểu Hí tiếp. À, mấy cả dịch nghe này ship sách rất là khó, nên chúng ta sẽ học lấy khoa học trước. Được chưa? Nhận khoa học trước, còn sách thì thầy sẽ ship sau. Bây giờ ship nó khó khăn lắm. Được chưa? Còn combo S Pro là khóa S1 cộng với sách nhá. Đấy, sách. Từ trước các bạn đăng ký sớm ấy, combo S1 cộng sách được ưu đãi đấy, còn 1.399.000 đấy. Còn bây giờ có S2 và S3 nữa thôi. Được chưa? S2 và S3. Thì các bạn... chỉ với thêm là 1.110.000 nữa thôi trong hôm nay. Nhớ viết thêm cái mã này mới được giảm giá cái giá đấy nhá. Không lại hack thầy. Rồi. Rồi xem cho một bạn nam, một bạn nữ nhá. Đấy, một bạn nam, một bạn nữ nhá. Nào. Bạn nào mà đăng ký xem các bạn comment chữ em một cái xem nào để thầy bắt đầu coi bói nào. À, không phải coi bói, người ta gọi là coi tương lai thì nó mới hợp lý. Comment chữ em nhá. Bây giờ Lê Văn Hùng à, spam dã man nhỉ. À, chà chà, Lê Văn Hùng à, ai à, còn gửi cả bạn bè rồi à. Đây thì kết bạn với Lê Văn Hùng nhá. Ơ à, nhưng mà Lê Văn Hùng ơi, hình như là em không có cái nút đâu. Nốt gọi điện rồi. Facebook em bị pha ke rồi. Không cần nút gọi điện ở trên Facebook của em. Rồi, thế thì lấy một bạn khác vậy. Rồi. Hà Phương Đỗ, ok. Hà Phương Đỗ. Gọi điện luôn nha. Alo. Alo. Em nghe rõ không?
Có. Ok, nghe rõ à? Đó rồi, thế Đỗ Hà Phương đúng không nhỉ? Đúng rồi ạ. Ờ, em giới thiệu qua về bản thân mình cho các bạn đi. Em là Đỗ Hà Phương. Em là học sinh lớp đại 12C, hình 12A của thầy ạ. À thế à? Hay là học lớp O à? Vâng ạ. Ai chà, tốt quá. Ờ, Hà Phương là học trường gì nhỉ? Em học chuyên tự nhiên ạ. À, chuyên tự nhiên à? Chuyên gì em? Em học chất lượng cao ạ. À, học chất lượng cao, ok. Rồi, thế Phương ở sinh ngày bao nhiêu em? Em sinh ngày 6 tháng 9 ạ. 16 tháng 9 à? 7, 3 này. Ngày 6 ạ, ngày 6 ạ. Ngày mùng 6 à? Vâng ạ. Ngày mùng 6 à? 6 à? Ngày mùng 6 tháng 9 đúng không? 2004 đúng không? Rồi. Thế bây giờ em muốn hỏi thầy về cái gì nào? Em cũng không biết. Không biết hỏi về cái gì á? Ai chả? Hỏi về học hành ạ. Học hành à? Học hành tức là em muốn hỏi học hành là hỏi học hành như thế nào? Em nó hơi phân vân về tương lai, không biết chọn trường nào ạ. À, không biết học trường nào. Thế bây giờ em muốn tìm chỗ để nói chung là cái ngành nghề nào mà em sẽ hợp chứ gì, đúng chưa? Vâng ạ. Thì bây giờ như này nhá, thì sẽ phân tích từng đặc điểm của em, được chưa? Thứ nhất là xem có đúng không đã, xong rồi thầy mới nói được tiếp là các bạn em mới hợp với ngành nghề gì, được chưa? Tiếp này, em có nhận ra ấy là thỉnh thoảng em hay bị mất kiên nhẫn không? Nói chung không phải thỉnh thoảng đâu, hay bị mất kiên nhẫn. Là nhất nhất là khi hướng dẫn hay hướng dẫn một việc gì đó cho người khác, rất dễ mất kiên nhẫn. Thằng nào mà ngu phát là em chửi nó luôn, em bực mình luôn ấy. Có. Đấy, đúng đúng không? Tiếp này, được cái là em có thấy em là người hài hước không? Hay thích mấy cái gì nó vui nhộn ấy, mấy cả thích trêu đùa bạn bè ấy. Có cái tính cách đấy không? Có đúng không? Chuẩn rồi đúng không? Có. Rồi, được cái là em tính em rất là hiền hòa, dễ gần. Có nhất cho nhiều người nhận xét em ấy là người hiền hòa, dễ gần khi mà mới quen. Nhưng mà khi mà em đã quen đứa nào đấy rồi nhá, thì em thường trong cái mô típ là có thể là có khuynh hướng là hơi gia trưởng một tí đấy. Hơi gia trưởng một tí. Nhưng mà được cái là những cái ý kiến của em nó lại là đúng cơ. Đúng. Mọi người có hay nhận xét em lúc đầu mới gặp là thấy em hiền lành, dễ gần không? Có. À, ok. Tiếp nha. Thế thì chuẩn rồi. Tức là cái con số của em ấy nói lên như sau này. Em ấy là nên phát triển thêm về mặt cảm xúc. Mà cảm xúc em cần phát triển nhiều hơn. Bớt khó tính hơn, yêu cầu cao với cả người khác. Đấy. Và khi mà em làm những công việc ấy, nó thiên về những cái mặt liên quan đến lý luận phê bình khoa học kinh tế, thì nó sở trường của em và nó sẽ mang lại cho em một cái tương lai nó tốt khi em thay đổi những cái lĩnh vực liên quan đến về mặt suy luận, về mặt trí não. Chứ còn em mà theo cái mặt về cảm xúc ấy thì nó rất là khó mà thành công được. Thế kiểu là em đi tư vấn tâm lý tình cảm chẳng hạn như thế thì nó rất là khó. Đấy, thì theo thầy nha, là em nên chọn những cái công việc mà liên quan đến đầu óc một chút, liên quan đến tư duy. Thì có thể lấy ví dụ, một ấy là làm những cái vấn đề về trong ngân hàng này, vấn đề về liên quan đến quản trị này, một doanh nghiệp này, và những cái doanh nghiệp gì nó mang tính là phân tích các con số ấy thì nó sẽ tốt hơn cho em. Nói chung là cứ con số mà em phang thôi. Còn những cái công việc gì liên quan đến cần cảm xúc, cần kỹ năng mềm nhiều quá thì đôi khi là nó lại không tốt cho em đâu. Ví dụ em bảo em làm hướng dẫn bên du lịch chẳng hạn như thế thì nó lại không tốt cho em. Đấy. Hay là về phát triển về mặt hay là giáo viên tiếng Anh thì lại khó. Nhưng mà ví dụ làm giáo viên toán lý hóa có khi lại làm tốt. Em tự nhận nhé, là em học các môn tự nhiên tốt hơn hay là các môn xã hội tốt hơn? Tự nhiên tốt hơn đúng không? Thế chuẩn rồi thì đấy là thiên bẩm đấy. Nên đâm ra tay thầy còn chưa tiếp xúc nhiều với em, thầy chưa hỏi nhiều, nhưng mà thông qua cái con số của em là thầy có thể biết được là những cái gì em nên chọn là liên quan đến những cái gì liên quan đến khoa học,
liên quan đến kinh tế, liên quan những con số thì nó sẽ phát triển tốt hơn trade. Được cái là đầu óc em rất nhanh nhạy và rất quyết đoán trong các tình huống. Ok, Thảo muốn hỏi gì nữa không nào? Nói chung là thầy đánh giá em ấy là một người có tham vọng, một người hoài bão về sau, nên rất là thích hợp để làm những cái công việc liên quan đến vị trí lãnh đạo. Nên cố ấy, làm trong một môi trường gì đấy mà môi trường đấy nó có đề cử mình và có một cái lộ trình rõ ràng để mình lên lãnh đạo, thì các bạn em nên vào những môi trường như thế, nó sẽ rất tốt cho em. Bởi vì rất có khả năng cao em được đề bạt sớm làm liên quan đến vị trí, liên quan đến quản lý, liên quan lãnh đạo nhá. Ok chưa? Cần hỏi gì thầy nữa thì cứ để inbox nha. Chúc em buổi tối vui vẻ. Bye bye. Rồi, xong một đồng chí, đúng không? Là đến một đồng chí nữa nhỉ? Đến một đồng chí nữa. Rồi. Đồng chí nữa nhá. Là em phát được thằng Lê Văn Hùng, người nó spam kinh quá. Lúc ấy tao gọi điện cho mày thì không được. Tao gọi lại mày nha. Đấy, gọi Lê Văn Hùng rồi đấy. Mày mà không nghe nữa tao chịu luôn đấy. Alo. Hùng à? Vâng ạ. Ok. Thế Hùng giới thiệu qua về bản thân mình đi. Em là Lê Văn Hùng. Em sinh hôm nay là sinh nhật em luôn. Hôm nay sinh nhật em luôn à? Hôm 19 tháng 8 luôn à? Úi giời. Vâng. Tuyệt vời. Rồi. Thế Hùng muốn hỏi thầy về lĩnh vực gì nào? Em muốn hỏi là về đường học hành nhé. Về gia đình, Gia đình à? Hôm nay em có vài chuyện về gia đình. Thầy nói qua một mấy cái này nhé, xem có đúng với em không nữa nhé. Vâng. Thứ nhất ý, em là người rất hay lo lắng, cực kỳ lo lắng chuyện nhá. Em lo lắng chuyện bạn bè này, lo lắng chuyện gia đình này, lo lắng chuyện tình yêu này, lo lắng chuyện học hành này, mà cái gì em cũng lo ấy. Đấy, mà cái gì em cũng giữ trong người. Như kiểu là em muốn mọi người xung quanh em nó đều phải tốt, và mọi thứ mà em đã tham gia vào nó đều phải tốt nhất. Tức là em sẽ hay bị khổ tâm, rất hay bị khổ tâm, hay là em hay bị có nhiều cái nỗi lo quá trong cuộc sống. Đấy, mấy cả hay có cái suy nghĩ tích cực, tiêu cực. Đấy, hay luôn luôn nhìn nhận là mình đang thiếu thốn, thiếu sót rất là nhiều, mình cần phải cố gắng nỗ lực cực kỳ nhiều, hay là cần phải sửa đổi rất nhiều thứ, có đúng hay không? Vâng, đúng, chính xác là như vậy. Chính xác đúng không? Tức là vâng. Có một lời khuyên cho em này, em tìm đọc cho thầy cuốn sách Quăng gánh lo đi vào vui sống. Tìm cuốn sách đấy cho thầy mà đọc. Quăng gánh lo đi vào vui sống nha, tí nữa lên Tiki đọc cuốn đấy hết luôn. Em sẽ thoát khỏi được cái suy nghĩ của bản thân hiện tại, và nó sẽ tốt cho em. Tiếp theo là em ấy là một người có cái thiên hướng hướng về gia đình và hướng về những cái người xung quanh rất lớn. Tức là em có tình bao dung cực kỳ lớn luôn. Đấy, và không có tính ích kỷ cho bản thân, nên em hay bị lợi dụng trong chuyện tình cảm và vật chất lắm. Đấy, nên là nếu mà trong yêu đương về sau ấy, có chọn con nào ấy thì tìm hiểu cho nó kỹ, không thì nó lừa tình mày đấy. Nhớ chưa? Dạ vâng. Bị cắm sừng bao giờ chưa? Cắm sừng thì em nghĩ là chưa, nhưng mà ô bị nói chung nó hơi rắc rối tí ạ. Rắc rối á? Rắc rối như nào? Kể mà. Câu chuyện là như thế này. Tức là năm đó là năm em lớp 7 thì phải. Thế là có một bạn nữ đi. Đấy. Thế là kiểu như hai đứa chơi thân với nhau, nhưng mà nhà hơi xa ấy. Nhưng mà quê ngoại là ở dưới đây. Thì đến kiểu như gần như gọi là chơi thân suốt cả mùa hè luôn. Gọi là ngày gần như ngày nào cũng chơi các bạn đấy. Rồi sao nữa? Thì có một hôm đến đợt Tết năm 2018. Thì
Đột nhiên em nghe từ miệng bạn em không biết là có phải hay không, và em cũng kiểu như gần như là thấy nó bạn ấy kiểu như đối xử với em như vậy, kiểu như có một cái kiểu như nó hơi có quá lên một tí ấy. Thì em kiểu em nhạy cảm mà em lo xa quá, thì em lại cứ tưởng tượng ra là người đó yêu, nói yêu thì không đúng mà kiểu có tình cảm đặc biệt thôi. Thì bắt đầu em quan tâm quá mức, đến lúc tự nhiên đến cái hôm không hiểu sao đến đợt Tết bạn lại lên chơi nhà em, ui trời, mà tự nhiên gọi là gần như là không quen nhau gì luôn đấy, tự nhiên ông bạn ấy với lại bạn ấy lên nhà chơi đó, thế là xong lên lúc về bố em đến không đúng lúc chơi ấy, thì đầu tiên em kiểu em buồn đi vệ sinh ạ, thì em đi xuống nhà em ngồi một lúc đấy, thế là xong lúc đi lên thì lại bảo bố mẹ em bảo là mày trốn ai đấy, Mày gì cơ? mày trốn ai đấy, kiểu Chỗ này như bảo à? em ngại, bảo em ngại đấy, thế là xong đến lúc bạn ấy về thì bố em tống luôn tròn câu là chắc ông phải gả cô cháu gái cho tôi, thế là từ đấy hai đứa chả bao giờ nói chuyện, chả bao giờ gặp mặt nhau luôn đấy, Rồi, cũng hiểu nên hiểu là qua chuyện đấy. Thế thì em có thích bạn ấy nhiều lắm không? nó thích thì không phải, cũng không phải là không có, nhưng mà kiểu như con nít mà đúng như còn nhỏ nên là cũng có thích thích Đúng rồi, bây giờ là yêu đương mà là chỉ có ăn cứt thôi em ạ. Tốt nhất là không nên yêu. Học thôi em ơi. Tầm này chỉ có học thôi, mà lên đại học mà yêu yêu sau nhá. Tiếp này. Bây giờ thầy phân tích một vài cái năng lực của em. Tức là vì em sẽ có cái thiên hướng về về tình cảm rất là nhiều nên về sau trong cái công việc ấy nên phải kìm nén lại các cái quyết định của mình, nó có mình phải suy nghĩ xem nó đang bị tình cảm chi phối hay không, hay mình đang dùng đầu óc để mình chi phối, hay đang nghe theo con tim hay đang nghe theo lý trí. Khi mình đang nghe theo con tim tức là lúc đấy đang bị mắc sai lầm rồi, lúc ấy mình phải xem xét lại ngay, tức là khi cảm xúc của em nó đang lên rồi thì không nên quyết định, mà để sau khi cái cảm xúc nó nguôi ngoai đi mình suy nghĩ thấu đáo hơn, phân tích các tình huống thì lúc đấy em sẽ làm những cái việc nó tốt, nó làm việc công việc nó tốt hơn. Và khi mà em bị căng thẳng hay bị trầm cảm ấy, hay làm những cái việc liên quan đến việc là nghe nhạc nhẹ nhàng vui tươi, đọc truyện thôi, đừng có nghĩ nhiều. Nghĩ nhiều nó không giải quyết vấn đề gì. Khi mà em đọc truyện xong, em xem phim xong, em thấy áp lực được giải tỏa rồi, bắt đầu ngồi phân tích là những cái điểm mạnh, điểm được, điểm tốt cái của cái việc hiện tại và mình chọn ra cái hướng giải quyết. Nhớ chưa? Không cứ ngồi suy nghĩ thì nó rất là đau đầu. Mình bây giờ thay vì mình nghĩ tiêu cực như thế, hãy nghĩ tích cực là mình có thể giải quyết được. Nhưng mà nếu như đầu óc mình đang nóng quá, làm cái gì cho nhẹ nhàng đầu óc đã rồi mình sẽ giải quyết nó sau, được chưa? Thì nó tốt hơn cho em, bởi vì em hay bị nghĩ đấy. Và được cái nhá, em là một cái người khá là độc lập, em có nhận ra tính cách em độc lập không? Tức là không muốn phụ thuộc vào người khác ấy. Thực sự là đúng đúng là như vậy, em không muốn mình bị phụ thuộc vào người khác quá nhiều. Chính xác rồi, em là người có khả năng sáng tạo nữa cơ, sáng tạo lớn đấy. Và ở đây nhá, thầy phân tích cái con số của em là nó có năng lực lãnh đạo và có khả năng hoàn thành xuất sắc những việc mà em được nhận và được giao từ những cái người người phía trên đấy. Em có nhận thấy là em hay hoàn thành xuất sắc những cái việc mà thầy cô hay là bạn bè hay là việc nhóm mọi người giao cho mình không? Thì tại vì gần như trên lớp ấy, nếu như mà em giao việc trong nhóm không làm được thì em sẽ tự làm luôn. Chính xác, đấy là tính cách của em. Và em có thể nói năng lưu loát, mạnh mẽ các cái đề tài liên quan đến những cái vấn đề nhá, không phải là diễn tả cảm xúc. Nếu như em nói cái gì mà liên quan đến diễn tả cảm xúc, em diễn đạt nó không tốt đâu. Nhưng mà để mà nói những cái vấn đề liên quan đến cái việc là phân tích đấy, phân tích hay là những cái việc gọi là có liên quan đến logic ấy, em lại làm rất tốt. Nên khi mà em đi tâm sự cái chuyện tình cảm của mình cho ai đấy thì phải thật sự là biết được cái thằng này mình có đáng tin tưởng, có tin tưởng được nó hay không, hay là cái người nghe của mình có là người đáng tin hay không thì hẵng kể. Bởi vì đôi khi là mình diễn tả cái mặt cảm xúc nó không tốt ấy, người ta rất dễ gây bị hiểu lầm, mà đã hiểu lầm mà là người ta lại nói ra nói vào ấy, nó tạo ra thất bại đấy, nó không hay, em hiểu không? Rồi,
Và thì khuyên em nên là em muốn nghe bây giờ em nên làm công việc gì đúng không? Hay là hỏi vấn đề là gì? Công việc thì thực ra là em cũng có định hướng sẵn rồi. À, có định hướng, thế là tốt rồi, rất tốt rồi. Thế đang muốn hỏi thầy thêm cái gì nữa nào? Thế lúc nãy có về gia đình luôn không thầy? Gia đình à? Thế, tại vì bây giờ hôm nay chứ. Thế em có thể chia sẻ cái chuyện ngày hôm nay em gặp phải trong gia đình không? Như hôm nay, như vì thừa hôm nay là em có cắt tóc ấy, bị đón sinh nhật. Thì có lỗi một tí, cũng như nó hơi bị quá lố, hơi lố ấy ạ. Tức là mà bố em thì theo cũng như cậu gia trưởng ấy, nên là có còn nhỏ à, nói chung là có tiếng ra tiếng vào rồi bỏ cơm luôn á. Là kiểu bây giờ lúc nãy thì đó sinh nhật thì em có mời bố vào nhưng mà gần như kiểu cả bây gần là chả vui gì cả. Thực ra là em còn nhớ sinh nhật của em không? Bố em sinh ngày bao nhiêu? 1 tháng 7 em ngày sinh nhật thì bố em thì gần như là em không, nhưng mà em nhớ ngày nào sinh, ngày tháng sinh à? Ngày tháng sinh thì em bố em có xăm trên người nhưng mà em không gần như không dám nhìn. Em chỉ có một đợt em hỏi năm sinh làm cái gì đấy thì em mới nhớ là năm bố là sinh năm 70. 1970 đúng không? Vâng. 970. Rồi. Đấy nhá. Phân tích cho em như này. Tính cách của bố em như này nhá. Từ bố em nhá. Bố em là người thích nổi loạn. Từ bé đã thích nổi loạn rồi. Có đúng hay không? Vâng. Em hỏi bà em rồi chưa? Là thích nổi loạn và muốn mọi thứ nó đều phải theo ý của mình. Và bố em thường có tính gia trưởng luôn cơ. Có tính gia trưởng trong gia đình. Nên là các công việc của em, tức là phần lớn những cái việc của trong gia đình em là bố em sẽ là người gánh. Là người gánh. Và có khuynh hướng ấy, như nào nhỉ, bố em là người kiếm ra tiền nên muốn cả nhà phải nghe theo lời bố em. Và có khuynh hướng ấy là không thích nghe theo sự khuyên bảo của ai đâu, mà chỉ thích khuyên bảo người khác thôi. Thì trong đúng là trong công việc gia đình ấy, thì bố là người điều tiết luôn ấy. Đúng rồi, bố là người điều tiết trong gia đình đấy, nên đâm ra ấy là bố muốn mọi thứ trong gia đình là phải theo hướng đấy, theo hướng bố em. Tức là bố em thiên về lý trí, nó hơi gia trưởng một tí. Nhưng thì các em phải nhìn lại cái bản thân mình là như nào. À, mình lại sống theo hướng là hướng tình cảm đấy, hướng nghĩ cho mọi người. Bố em nhá, có thể là bây giờ là cáu nói với em hôm nay thôi, nhưng ngày mai bố em kiểu gì cũng quên, chắc chắn luôn. Mai bố em sẽ không để bụng đâu, bố em không để bụng, không cáu đâu. Nên đừng có nghĩ nhiều. Nên khi mà bố em có cáu em mắng cái gì, bố bây giờ cáu hôm nay thôi, mai bố lại bình thường ngay, mà tính ông như thế. Nên mình phải hiểu cái đối diện, cái đối phương của mình đối diện như thế nào đấy. Nên nên mình sẽ lựa theo đấy. Với cả còn một cái điều nữa là bố em ấy, bố em có theo hướng kinh doanh không? Bố em thì không ạ. Đúng rồi, chỉ chuẩn đấy thôi. Bởi vì bố em mà theo hướng kinh doanh ấy, bố em rất dễ mất tiền, mà hay mất tiền. Và tính cách kiểu của bố em ấy, nó còn bao nhiêu nhỉ? Nó còn hay bị bực nữa cơ. May mà bố em không kinh doanh. Thế là tốt rồi. Rồi, và được cái bố em ấy chỉ muốn học theo cách của mình thôi và không muốn nghe lời dạy của ai đâu. Nên để mà em muốn phân tích cho bố em ấy là kiểu tóc của em này là hợp lý. Bố em đếch nghe đâu. Nên mình không cần phải thuyết minh. Em hiểu không? Mà kệ thôi. Bố mắng. Vâng. Thế thì lần sau bố mắng nhá. Vậy bố chưa đẹp. Bố bảo là cái kiểu tóc nhìn nó chẩu quá, nó không đẹp. Thì em sẽ làm như này. Em bảo là bố ơi, thì hôm nay thợ cắt tóc nó xấu quá. Đấy. Mấy cả theo bố thì đầu buổi cái đầu của con nên cắt cái hướng nào cho đẹp nhỉ? Bởi vì hôm nay con định đón sinh nhật, làm kiểu đầu gì nó thay đổi một tí mà nó nhìn vẫn đẹp, vẫn lịch sự. Thì tự nhiên bố em sẽ đổi theo hướng là muốn khuyên bảo em, bởi vì cái tính cách của bố em là cái tính cách của người muốn chỉ dạy người khác. Đấy, muốn chỉ dạy cho người khác nên mình phải tận dụng vào cái đấy. Để cho cái tình cảm gia đình nó đi lên. Mà bố em còn sướng khi được hỏi, được em hỏi ý kiến của bố. Chứ lúc đầu bố ấy, nhìn kiểu đầu em bảo nhìn chẩu quá, mắng mắng mình đừng có cãi lại.
Bảo ôi, công nhận là hôm nay bố nói chuẩn, đầu hôm con hôm nay như cái đầu khá bạch đấy. Đấy, nhìn nó rất là xấu, nhưng mà theo bố lần sau con để cái gì, mặc dù trong đầu mình thấy là đầu mình đang đẹp rồi nhá, kệ bố, nhớ chưa, kệ. Cứ hỏi ông ấy là hôm nay là con để đầu này chưa được, là bố theo bố là để đầu nào, bố sẽ đổi ngay sang quý em ngay. Tức là lại thấy tình cảm cha con lại đi lên, lại hôm sau lại thấy cho 1 triệu nữa đi cắt tóc thì lại vui. Tức là tùy từng người mình sẽ có cách ứng xử khác nhau, không phải ai mình cũng ứng xử nó y hệt như thế, em hiểu không? Có những người ấy thì em sẽ phân tích được cho người ta, là người ta sẽ hiểu là người ta thấy như này là chưa đúng, thì mình sẽ phân tích được người ta sẽ nghe. Nhưng có những người em nói người ta không bao giờ người ta nghe đấy, người ta chỉ nghĩ người ta đúng thôi, thì mình phải lựa theo cái hướng người ta. Bởi vì trong cái chuyện này mình tranh luận không được cái gì, mình đúng không được cái gì, mà mình nếu mà mình có tranh luận sai cũng không được cái gì. Mình chẳng được cái gì khi mình làm đúng hay làm sai cả, tranh luận đúng hay sai cả. Nên tốt nhất là cứ chiều lòng người ta thì làm cho người ta vui, mình cũng sẽ thấy vui. Mà người ta vui xong người ta lại cho bố em lại cho em thêm tiền, hoặc là quý em hơn, thì lúc đấy là tình cảm cha con đi lên. Hôm sau lại bố cho 1 triệu thì nhớ đưa lại thành 5 lít nhá. À thế thôi, đấy là cách ứng xử trong bố gia đình. Đừng nhẹ nhàng đi, mai bố em quên ạ. Mà nhá. Em cảm ơn ạ. Không có gì. Em chào thầy. Bye bye. Rồi. Ôi nóng hết cả tai, đeo cái này. Thôi bảo hôm nay xem cho hai bạn thôi, là hai bạn thôi. Các bạn tham lam quá. Để hôm nào may mắn thì thầy lại xem tiếp cho các bạn. Chứ thầy mà có thời gian thầy cũng xem hết cho các bạn đấy. Nhưng mà nói nhiều nó đau mù. Đấy. Đấy, các bạn xem thấy nó chuẩn không? Tức là khi các bạn ấy biết cách xem ấy, biết cách nhìn về sau, các bạn lên sinh viên là đệ tử của thầy ấy. Tức là khi là đệ tử của thầy là trong nhân viên trong hệ thống công ty thầy. Đấy, về sau thầy có tuyển, thầy sẽ đào tạo cho các bạn để các bạn còn nhìn được luôn đối phương của mình như thế nào, người yêu của mình có đáng tin tưởng hay không, người yêu của mình có tính chất tố chất là gì, mình nên yêu người yêu mình như thế nào để họ sẽ yêu mình nhiều hơn, hay là đối xử với bạn bè như thế nào, cái đứa bạn thân của mình phải đối xử nó như thế nào, hay là đối tác của mình phải làm ra sao. Đấy, nó là nghệ thuật kem ạ, nó là nghệ thuật. Rồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào thứ bảy nhá, đang nghỉ thôi, bye bye nhá, chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ, bye bye. Hui, không nốt nữa bọn mày, toàn lừa tao rồi, bye bye. À, còn ai chưa đăng ký học thì các bạn đăng ký đi nhá. Cái link đăng ký thầy ấn vào đấy rồi đấy. Nhớ là để tên các bạn cộng thêm cái chữ HKG không gian ấy, thì nó được giảm giá. Bye bye nhá.